Xin chào quý thính giả đang nghe truyện hay 198. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tình Hà Dĩ Thậm. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều truyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé. Nếu ai ủng hộ kênh để kênh phát triển tốt hơn thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 111, ta thấy phong cảnh. Diễm hoa trọng điểm, không tại ngọn lửa, mà tại hoa. Hoa yếu điểm, không tại nó hình, mà tại nó thần. Trên thực tế Bạch Liên tại Thanh Giang bờ nước đại chiến Quý Huyền thời điểm, cũng biểu hiện ra qua lấy Bạch Diễm tạo ra Diễm hoa, linh cảm hẳn là đồng dạng đến từ Diễm hoa đốt thành của Tả Quang Liệt. Khương Vọng ngay từ đầu liền đi vào một cái chỗ nhầm lẫn. Hắn ý đồ thao túng hỏa hành nguyên lực đi điêu khắc một đóa hoa, nhờ vào khống nguyên quyết tinh diệu, hắn làm thành chuyện này. Nhưng hắn phí hết tâm thần duy trì hỏa diễm chi hoa, cuối cùng chỉ là hỏa diễm, mà không phải hoa. Cho nên nó không cách nào hoa nở. Không muốn tận lực đi hình thành một đóa hoa, nó hẳn là một cách tự nhiên tạo ra. Khương Vọng tối bóp đạo quyết, một điểm hỏa hành nguyên lực tại đầu ngón tay tạo ra. Tại cẩn thận từng ly từng tí đạo nguyên đổ phía dưới, nó từng bước bành trướng. Khương Vọng tưởng tượng chính mình là tại tưới nước, tại vỗ béo, mà ban sơ cái kia một điểm hỏa hành nguyên lực, chính là hoa hạt giống, nguyên khí là nó tẩm bổ, đạo giả tinh thần, là nó sinh cơ. Nó trưởng thành, lớn mạnh, nảy mầm. Rốt cục, một đóa nho nhỏ diễm hoa, mở tại đầu ngón tay. Cánh hoa ở giữa, ẩn ẩn có gần như thiên nhiên trận văn cấu kết. Chúng cộng đồng cấu trúc mỹ hảo, cũng ngưng tụ cực kỳ cường đại lực lượng hủy diệt. Mỗi một đóa hoa đều có độc đáo mỹ lệ. Đóa này diễm hoa, không giống với đồng A diễm hoa, cũng tuyệt đối không giống với Tả Quang Liệt bản nhân diễm hoa, mà là duy nhất thuộc về Khương Vọng bản nhân diễm hoa. Bởi vì hắn, giao phó nó sinh mệnh. Đây là một loại hình thức khác sinh mệnh. Mặc dù quy về cấp bính C thượng phẩm đạo thuật liệt kê, nhưng nó tuyệt không cùng với cùng giai đạo thuật. Cũng chỉ có như vậy diễm hoa, mới có thể phát triển thành cái kia kỹ kinh tứ tọa diễm hoa đốt thành. Khương Vọng tu thành diễm hoa, nhưng lại chưa cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Tương phản chỉ có kính sợ. Diễm hoa vẻn vẹn chỉ là diễm hoa đốt thành môn đạo thuật này cơ sở, liền có thể thu hút đồng A bực này cường giả nghiên cứu. Mà nghe nói Tả Quang Liệt lúc trước sáng tạo diễm hoa đốt thành môn đạo thuật này lúc, mới chỉ có 19 tuổi. Cùng hiện tại Lăng Hà một cái nhân kỷ, kia thật là cỡ nào sáng chói thiên kiêu nhân vật A. Hắn tại Phong Lâm thành đạo viện cùng giai xưng hùng, lại đáng là gì đâu. Hoặc là như chân vô địch nói, coi như hắn tại Thái Hư huyễn cảnh bên trong du mạch cảnh xưng hùng đăng đỉnh. Lại đáng là gì? Cường giả chân chính, ánh mắt chiếu tới, tuyệt không chỉ trước mắt phong cảnh. Thuần thục nắm giữ diễm hoa về sau, Khương Vọng tự tin cùng chân vô địch chiến đấu, 10 chàng bên trong đã có thể ổn định thắng lợi 3 trận trở lên. Bởi vì hắn cũng có không cần cận thân liền, có thể uy hiếp được chân vô địch thủ đoạn, chiến đấu lựa chọn không gian tăng lên rất nhiều, đây không phải đơn giản vượt qua. Nguyên bản tại hai người chiến đấu bên trong, chân vô địch nếu như không bí pháp toàn bộ triển khai, liền đã không chiếm được lợi lộc gì. Cùng chân vô địch luận bàn, có thể tiến lên địa phương đã càng ngày càng ít. Cho nên chủ nhập Thái Hư huyễn cảnh về sau, Khương Vọng quả quyết không nhìn chân mập mạp, bắt đầu đài luận kiếm chiến đấu mới xứng đôi. Phương Hạc Linh đi vào nhà thờ tổ, chờ đợi hắn, cũng không phải là nguyên lai tưởng rằng tam đường hội thẩm, mà chỉ có phụ thân Phương Trạch Hậu một người. Một thân đối mặt với Phương gia liệt tổ liệt tông bài vị, đứng chắp tay. Cha! Phương Hạc Linh thấp giọng hô. Phương Trạch Hậu xoay người lại, giơ tay chính là một bàn tay. Ba! Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Phương Hạc Linh trên mặt cấp tốc sưng lên, nhưng hắn không có kêu đau, lại không dám né tránh. Biết. Hắn nói. Ba. Ngươi biết. Phương Trạch Hậu chất vấn. Ba. Trở tay lại một cái tát. Ngươi biết. Phương Hạc Linh không rên một tiếng. Ngươi biết hiện tại Vân Quốc là cái gì địa thế? Ngươi biết ngươi nhường thương đội yểm hộ người kia rất có thể là Bạch Cốt, đạo bên trong yêu nhân, thậm chí có thể là Âu Dương Liệt bản nhân. Ngươi biết Bạch Cốt Đạo là tồn tại gì? Ngươi biết Tiểu Lâm Trấn là thế nào không có? Những người kia là chân chính ma quỷ, giết chóc người sống, khinh nhờn vong hồn, sự tình gì làm không được. Ngươi nói ngươi biết cùng bọn hắn dính líu quan hệ là hậu quả gì? Vân Quốc làm ăn cũng không cần muốn, vẻn vẹn ngụy khứ tật liền sẽ sống lột ngươi, còn biết liên lụy toàn bộ Phương gia. Ngươi nói ngươi biết. Phương Trạch Hậu tức giận đến ngón tay phát run, hắn giơ tay lên lại phải cho Phương Hạc Linh một bàn tay. Bọn họ cho ta bỏ vào thứ gì đó. Phương Hạc Linh hô, thanh âm của hắn thấp xuống, ta không nghe lời, liền sẽ chết. Trước đó các ngươi đi làm nhiệm vụ, toàn đội bị tiêu diệt một lần kia. Đúng. Phương Hạc Linh đem cùng ngày sự tình giải thích một lần. Đây là cái âm mưu. Phương Trạch Hậu nghe xong cả giận nói, ngươi là một cái bị thao túng lường gạt đồ đần. Có thể ta không có lựa chọn. Cha.
ta nghe ngài, ta cố gắng đuổi theo Khương Vọng, ta muốn chứng minh cho ngài nhìn ta có thể. Ta cố gắng tu hành, ta tích cực lịch luyện. Hắn Khương Vọng có thể tiếp nhiệm vụ ta cũng đều có thể. Nhưng những người kia quá mạnh, đồng hành các sư huynh đệ vừa đối mặt liền bị giết chết. Ta lại làm sao không biết đây là một cái âm mưu đâu. Phương Hạc Linh nói, có thể ta không muốn chết. Cha, không, không được. Phương Trạch Hậu lắc đầu nói, ngươi nuốt vào đồ vật ta lại tìm người nghĩ biện pháp. Chuyện này nhất định phải báo cáo thành chủ. Dính đến bạch cốt đạo sự tình, Phương gia chúng ta gánh không được. Coi như người tộc bá đồng ý giúp đỡ cũng vô dụng, Phương gia không ai gánh vác được. Phong Lâm thành Phương gia, nhưng thật ra là có một đại nhân vật. Trước kia tổng quân, bây giờ đã là Phong Lâm thành thành vệ quân chủ tướng. Bất quá một thân xuất thân chi thứ, quá trình trưởng thành bên trong cũng không có được cái gì trong tộc tài nguyên, đối phương nhà cũng không làm sao thân cận. Một thân đối với có ơn chi ngộ ngụy khứ tật trung thành tuyệt đối. Một chút việc nhỏ cầu tới đi có lẽ sẽ quản, loại chuyện này hắn tuyệt sẽ không dung túng. Nếu có lựa chọn, Phương Trạch Hậu nguyện ý làm nhi tử gánh. Nhưng hắn biết rõ, gánh không được. Đem toàn bộ Phương gia đều để lên, cũng y nguyên như thế. Cha, ngươi không thể làm như vậy. Phương Hạc Linh hướng phải một bước, ngăn ở Phương Trạch Hậu trước người. Lăn đi. Phương Trạch Hậu một bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Nhưng Phương Hạc Linh vẫn đứng vững ở nơi đó, chỉ là quay lại bị phiến nghiêng đầu, nhìn xem phụ thân của hắn nói. Nếu để cho ngụy khứ tật biết ta dính dáng đến bạch cốt đạo, con trai của ngươi liền thật hủy. Đồng A căn bản không thể nào bao che ta. Ngươi đã hủy. Phương Trạch Hậu quát, hắn có chút mỏi mệt, hiện tại ta muốn bảo trụ Phương gia. Cha. Phương Hạc Linh bỗng nhiên xuất thủ, một cái đè lại Phương Trạch Hậu, đem hắn đè vào nhà thờ tổ hai bên dựa vào trên ghế. Ta không có hủy, ta đã là chu thiên cảnh tu vi, thông thiên cảnh cũng ở trong tầm tay. Ngữ khí của hắn, mang theo một điểm điên cuồng. Phương Hạc Linh. Ngươi muốn làm cái gì? Phương Trạch Hậu quát lớn. Cha, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi bạch cốt đạo có thể động viên bao lớn lực lượng. Có đếm không hết thế lực tại viện trợ Âu Dương Liệt rút lui Vân Quốc, chúng ta thương đội chỉ là một trong số đó. Hắn có khả năng xuất hiện tại bất luận cái gì một chi trong đội ngũ, cũng không phải là không phải chúng ta không thể. Nhưng chúng ta, cần bạch cốt đạo. Phương Hạc Linh án lấy Phương Trạch Hậu bả vai, nhìn thẳng hắn đạo, ngươi biết ta bằng bọn họ làm việc, bọn họ cho ta thứ gì sao? Huyết hoàn đan. Ta chỉ ăn một viên, đã đột phá đến chu thiên cảnh. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Ta năm nay mới vào nội môn, nếu là làm từng bước tu hành, ta lúc nào mới có thể đuổi được Vương Trường Tường, Trương Lâm Xuyên. Chúng ta Phương gia vĩnh viễn muốn thấp người một đầu, nhìn sắc mặt người. Hiện tại không giống, ngươi biết không? Ta biết bọn họ đều xem thường ta. Phương Bằng Cử, Khương Vọng, Triệu Nhữ Thành, thậm chí cả Trương Lâm Xuyên, Thẩm Nam Thất. Bọn họ lấy ta làm chuyện tiếu lâm. Ta biết ngươi cũng xem thường ta. Thế nhưng hiện tại không giống. Sớm muộn cũng có một ngày, tất cả mọi người không thể không nhìn thẳng vào ta. Ngài hỏi ta có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Ta rất rõ ràng. Ta chỉ là đang liều mạng, chứng minh cho ngươi xem mà thôi. Phương Trạch Hậu bản thân cũng không có quá cao tu vi thiên phú, hắn cũng không phải lấy tu vi kiếm cho tới bây giờ địa vị. Cho nên tại con của mình trước mặt, hắn cũng không có quá nhiều sức phản kháng. Phương Hạc Linh mỗi một điểm tiến lên hắn đều chú ý, lúc đầu rất là vui mừng. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới bạch cốt đạo sẽ chặn ngang một gạch, dùng sinh tử loại này thô bạo khảo nghiệm, đem con của hắn lập tức đánh về nguyên hình. Hắn đau lòng nhức óc, ngươi đây là bảo hổ lột da. Cha! Phương Hạc Linh quỳ gối tại Phương Trạch Hậu trước mặt. Cha, ngài liền tin tưởng ta một lần. Từ nhỏ đến lớn, ta đều là đi theo ngài an bài đi. Hiện tại nhường chính ta làm một lần chủ, ta rất thanh tỉnh, ta biết ta đang làm cái gì. Ta không muốn lại làm bất luận kẻ nào cái bóng. Bảo hổ lột da. Chưa hẳn không thể thành công. Có lẽ có một ngày, nhi tử có thể lột đi ra hổ cho ngài nhìn. Có thể điều kiện tiên quyết là ngươi có bác hổ lực lượng a. Ta nhi tử ngốc. Phương Trạch Hậu ở trong lòng dạng này ai thán. Nhưng hắn lời gì cũng không tiếp tục nói ra miệng. Nhà thờ tổ cửa lớn chậm rãi đóng lại. Một ngày này, Phương Trạch Hậu bị con trai độc nhất giam lỏng tại nhà thờ tổ. Phương gia đại quyền đổi chủ. Chương 112, tam tài viên mãn tiểu chu thiên. Du mạch cảnh xếp hạng, 97. Đây là Khương Vọng tại Thái Hư Huyễn cảnh du mạch, cảnh xứng đôi chiến bên trong sau cùng thành tích, hắn xông vào trước trăm. Cuối cùng mấy trận chiến đấu, hắn đều là trọng thương thắng hiểm, nếu là lại một lần, cũng không nhất định có thể lại làm được. Khương Vọng minh bạch, đây chính là chính mình trước mắt cực hạn. Tin tức này đằng sau còn có một hàng chữ nhỏ, trước 10050 tên, mỗi bảo trì một ngày, thưởng công 10 điểm. Nhưng đã không có quan hệ gì với Khương Vọng, hắn quyết định hôm nay liền xung kích chu thiên cảnh. Quả thật tại du mạch cảnh hắn còn có tiềm lực có thể đào móc, tỷ như lợi dụng đài diễn đạo cùng hắn còn thừa lại 2.800 điểm công,
thôi diễn trước mắt giai đoạn có thể nắm giữ, càng cường đại đạo thuật, tỉ như chờ đợi tứ linh luyện thể quyết đại thành. Nhưng những thứ này so với tu vi bản thân mà nói, chỉ là bàng chi. Chân vô địch tinh thông nhiều loại đạo thuật, cũng không phải là hắn tinh lực vô tận, cũng càng không phải là kẹt tại du mạch cảnh không cách nào tiến lên. Mà là hắn thật thiên tư hơn người, đại bộ phận đạo thuật đều là vừa học liền biết, một hồi tức thông, căn bản không cần hao phí quá nhiều tinh lực. Nhưng mà cho dù là dạng này thiên tài, cũng một mực tại rèn luyện chính mình tiểu chu thiên, đang suy tư tạo dựng như thế nào tiểu tam tài thích hợp nhất. Đây đều là hai người nói chuyện phiếm thời điểm biết được. Nhưng đối với Khương Vọng đến nói, hắn tiểu chu thiên là nước chảy thành sông sự tình. Tựa như cái kia đóa diễm hoa, hạt giống nảy mầm, nở hoa, tự nhiên mà vậy. Hắn càng ngày càng cảm giác được sinh mệnh vĩ đại. Khương Vọng khoanh chân đang ngồi, tâm thần chìm ở thông thiên cung bên trong. Thái hư huyễn cảnh bên trong điên cuồng chiến đấu xứng đôi, là vì nhìn xem chính mình tại phá cảnh trước đó có thể đạt tới cực hạn. Mà khi tiểu chu thiên nước chảy thành sông viên mãn lúc, hắn lựa chọn xuôi dòng mà xuống. Cũng không bắt buộc du mạch cảnh bên trong vô địch. Khương Vọng xây dựng hai cái tinh hà đạo toàn, phân biệt là mặt trời xoáy cùng trăng xoáy. Bây giờ cái thứ ba đạo toàn, tự nhiên mà vậy chính là tinh, trở về tinh hà vũ trụ. Cái thứ nhất đạo toàn là mặt trời, chu thiên tinh đấu trận, từ thái dương tinh lên. Mặt trời mọc mà thiên hạ sáng. Cái thứ hai đạo toàn làm trăng, thái âm tinh cơ hồ quan hệ lấy hắn hết thảy. Duy trăng sáng có thể chiếu bản tâm. Cái thứ ba đạo toàn làm tinh, nhật nguyệt đều tại trong tinh hà. Nhật nguyệt tinh hà, là thiên thể ngang qua, càng là vũ trụ vô tận. Đến lúc cuối cùng một viên đạo nguyên khảm vào, chu thiên tinh đấu trận đổ lại một lần nữa sáng lên, tinh tuyển hoàn thành. Thông thiên cung mái vòm, nhật nguyệt tinh tam tài quay vòng, lộng lẫy. Thế là tiểu chu thiên viên mãn. Nhật nguyệt tinh ba sáng chói rào ánh, chiếu khắp thông thiên cung. Khương Vọng có thể rất rõ ràng cảm giác được, thông thiên cung, mở rộng. Không hề chỉ là không gian bên trên ý nghĩa. Hắn hiện tại có thể đem một môn nhớ kỹ trong lòng đạo thuật khắc ấn tại mái vòm, dừng lại chính mình đệ nhất môn thuấn phát đạo thuật. Môn đạo thuật này đương nhiên, chỉ có thể là diễm hoa. Trăng lịch vĩnh thái 14 năm, ngày 24 tháng 11, Khương Vọng thành lập cái thứ ba đạo toàn. Hoàn thành tiểu chu thiên tuần hoàn. Chính thức bước vào chu thiên cảnh, khắc ấn thuấn phát đạo thuật, diễm hoa. Từ mở mạch đến đặt nền móng, hắn tốn dòng dã 4 tháng. Mà từ du mạch cảnh đến chu thiên cảnh, hắn lại chỉ dùng 2 tháng. Đây là đáp lại tại đặt nền móng trước đó, hắn làm lựa chọn. Hôm nay quả, là hôm qua nhân. Trong sân cửa một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra. Vương Trường Cát bất đắc dĩ thở dài, ngươi tại sao lại trở về rồi? Quận viện tu hành nhẹ nhàng như vậy sao? Hắn vừa nói vừa từ trên ghế nằm quay đầu, khi thấy lão nhân kia đi vào trong nội viện tới. Hắn tất cả biểu lộ đều thu hồi, bờ môi nhấp bên trên. Con kia mập mèo cam ghé vào trên bụng của hắn, chính lười biếng liếm chảo. Lão nhân tinh thần thật tốt, bước chân trầm ổn có lực. Hắn từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, thế nào, nhìn thấy chính mình cha ruột, liền cái bắt chuyện cũng không biết đánh. Cha! Vương Trường Cát phi thường nhạt nhẽo hô một câu. Cái này thái độ làm cho lão nhân càng thêm không nhanh, hắn thế là lại hừ một tiếng, cả ngày trêu chọc mèo hoang, nhìn nhàn thư, không làm việc đàng hoàng. Vương Trường Cát thậm chí không đi giải thích tiểu quất cũng không phải là mèo hoang, chỉ là vuốt ve nó mập đầu, không nói một lời. Lão nhân chắp lấy tay, đi hai bước. Mới phân phó nói, gần đây nhân viên kế toán bên trong thiếu vị quản sự, người tốt xấu đọc qua chút sách, đi qua học hỏi kinh nghiệm. Không đi. Vì cái gì không đi? Lão nhân nhíu mày, người Vương Trưởng Cát so người khác cao quý chút, dính không thể tục vụ. Nhi tử thiên tính lương bạc, làm không tốt chuyện gì, cũng không có lòng làm chuyện gì. Phụ thân mời trở về đi. Người đuổi ai đây? Người ăn dùng mặc ở, loại nào không phải là lão tử? Ta chuyển. Vương Trưởng Cát từ trên ghế nằm đứng dậy, ôm mèo cam liền đi ra ngoài. Đúng là cái gì cũng không chỉnh lý, cái gì cũng không muốn mang. Dừng lại. Lão nhân giận dầu tóc dựng lên, ngón tay chỉ ở trên trán của hắn. Ngươi có chủ tâm muốn tức chết lão tử đúng hay không? Vương Trường Cát có chút về sau rút một bước, nhường tay của lão nhân chỉ rời đi trên trán của hắn. Nhạt tiếng nói, ta không hiểu. Ta liền mỗi ngày nhìn xem sách, trêu chọc mèo. Đủ loại đồ ăn, làm một chút cơm. Làm phiền ai rồi? Ngươi lại sinh cái gì khí? Ngươi là ta con trai của Vương Liên Sơn. Liền không thể làm ngồi ăn rồi chờ chết phế vật. Phế vật. A, phế vật. Vương Trường Cát cúi đầu gãi gãi trong ngực mèo mập, nhìn một chút ngươi tên phế vật này. Kỳ thật hai cha con mặt mày có chút tương tự, không chú ý hắn nhóm nội dung nói chuyện, vẻn vẹn dừng lại tại tiểu viện một mình màn này, lại ngoài ý muốn mười phần hài hòa. Chỉ bất quá so với Vương Liên Sơn trong mắt tức giận, Vương Trường Cát ánh mắt cũng quá hờ hững chút. Vương Liên Sơn khống chế tính tình, có chút cứng đờ nói, đệ đệ ngươi rất có thiên phú, là tu hành hạt giống.
người đã không thể tu hành, liền gánh vác lên tục vụ tới. Ta niên kỷ cũng lớn. Vương Trường Cát đánh gãy hắn khó được ôn nhu, cũng đừng. Ngài thế nhưng là chu thiên cảnh tu sĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta chết ngài đều không chết được. Vương Liên Sơn tại trong tộc từ trước đến nay nói một không hai quen, trong cuộc đời duy nhất một lần nhận công kích hoài nghi, chính là đầu nhập đại lượng tài nguyên tại trưởng tử trên thân, cuối cùng lại nuôi dưỡng một cái phế vật. Cũng may tiểu nhi tử Vương Trường Tường rất nhanh liền trưởng thành, bây giờ uy tín của hắn sớm đã không thể dao động. Lúc này rốt cuộc khắc chế không được tính tình, cả giận nói, ngươi muốn ta đem lời nói đến nhiều rõ ràng. Ngươi bây giờ tên phế vật này bộ dáng, trừ để ngươi đệ lo lắng, còn có thể đưa đến cái gì tốt tác dụng. Hắn cách mấy ngày liền muốn trở về một lần nhìn ngươi, ngươi cũng đã biết quận viện cạnh tranh có nhiều kịch liệt. Ta nói ngài làm sao đột nhiên quan tâm tới ta đến. Vương Trường Cát lại khẽ cười, thì ra là thế. Không phải ai nguyện ý quản ngươi sao? Ngươi muốn làm ngươi phế vật ta lười nhác quản, nhưng nếu là bởi vì ngươi ảnh hưởng Trường Tường tu hành, cẩn thận ta đánh gãy chân của ngươi. Không cho ngươi nói như vậy anh ta. Là Vương Trường Tường thanh âm. Lúc đó hắn đứng tại ngoài cửa viện, phong trần mệt mỏi. Trời chiều liền ở phía sau hắn, đem chìm chưa chìm. Tấm kia quen đến ôn hòa mặt, giờ phút này bị một loại phẫn nộ chỗ tràn ngập. Hỗn trướng. Vương Liên Sơn trở lại giận dữ, làm sao cùng cha ngươi nói chuyện, thật xin lỗi. Cha. Vương Trường Tường vô ý thức cúi đầu nhận sai, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, thế nhưng anh ta hắn ăn dùng mặc ở, ta đều có thể trả tiền. Ngươi không muốn lại can thiệp cuộc sống của hắn. Vương Liên Sơn trầm mặc một hồi. Hắn nguyện ý làm phế vật liền từ hắn. Thế nhưng ngươi ghi nhớ bổn phận của ngươi. Trong tộc cung cấp tài nguyên cho ngươi tu hành, không phải là để ngươi ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới. Ta sẽ cố gắng tu hành. Vương Trường Tường nghiêm túc nói, còn có, ngươi không nên nói nữa hắn là phế vật. Từng cái đều cánh cứng rắn. Vương Liên Sơn phẩy tay áo bỏ đi, ta mặc kệ. Tùy cho các ngươi. Hai người huynh đệ nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn bước ra sân nhỏ. Ngăn đón hắn làm gì? Vương Trường Cát từ tốn nói, ta vốn chính là phế vật. Vương Trường Tường lập tức quay đầu nhìn hắn, ngươi không phải là. Nhìn xem đệ quật cường biểu lộ, Vương Trường Cát nhịn không được cười, tốt, ta không phải là. Hắn bấm tay gõ mèo cam đầu, nó mới là. Tiểu quất hoàn toàn không rõ những thứ này không thú vị nhân loại đang nói cái gì, chỉ là tại Vương Trường Cát trong ngực vặn vẹo uốn éo, trầm thấp meo ô một tiếng. Thế giới này, giống như rốt cục có một điểm sinh khí. Chương 113, hài cốt phía sau. Chính thức bước vào bát phẩm chu thiên cảnh về sau, Khương Vọng đem mỗi ngày trùng mạch tu hành số lần điều chỉnh về sớm tối 2 lần. Sau đó tu hành, đã cũng không truy cầu ngưng tụ đạo toàn tốc độ. Tương phản muốn chủ động chậm dần, vững chắc căn cơ. Hắn dựng tiểu tam tài, hoàn thành tiểu chu thiên là nước chảy thành sông. Nhưng đại chu thiên tích lũy cũng không đầy đủ. Bất quá dù vậy, quấn tinh linh xà lại tăng thêm 3 cái tinh hà đạo toàn. Thông thiên cung của Khương Vọng mỗi ngày đản sinh đạo nguyên, cũng đã đạt tới 33 khỏa. Ý vị này cơ hồ thời gian 10 ngày liền có thể lại cấu trúc một cái mới đạo, toàn. Khương Vọng vừa vặn phung phí đại lượng đạo nguyên diễn luyện đạo thuật, mà luyện chính mình tại chu thiên cảnh căn cơ. Bây giờ mấy huynh đệ bên trong, Khương Vọng cùng Đỗ Giá Hổ đều là bát phẩm chu thiên cảnh tu sĩ. Đỗ Giá Hổ trong quân đội có thể đạt tới loại này tu hành tốc độ, trừ đi thông khí huyết trùng mạch cổ binh ra đường đi bên ngoài, tứ linh luyện thể quyết cũng tất nhiên đại thành. Trên một điểm này hắn ngược lại là kéo ra Khương Vọng, Triệu Nhữ Thành thì lặng yên không một tiếng động hoàn thành đặt nền móng, đuổi kịp Lăng Hà tu vi. Hai cái cửu phẩm du mạch cảnh tu sĩ, một cái bát phẩm chu thiên cảnh tu sĩ, đã có thể độc lập tạo thành một tiểu đội, đi hoàn thành một chút độ khó hơi cao nhiệm vụ. Đạo viện tu giả đối với đạo huân khao khát là vĩnh viễn không có điểm dừng. Tỷ như Lăng Hà cùng Triệu Nhữ Thành, chí ít một người phải phối chuẩn bị một kiện pháp khí, cấp thấp nhất hai kiện pháp khí cũng cần 1000 điểm đạo huân. Tỷ như một chút thông thường đạo thuật bên ngoài lợi hại đạo thuật, đối với chiến đấu lực tăng lên có thể có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, cũng cần nhất định đạo huân đến đổi. Lại tỷ như Khương Vọng muốn cho Khương An An thay xong một điểm khai mạch đan, mà hắn hiện tại liền giá cả cũng không biết, chỉ có thể tận khả năng nhiều góp nhặt. Cho nên, muốn tích cực đi làm nhiệm vụ, tích cực đi khiêu chiến, tức có thể tôi luyện tình đời, lại có thể nghiệm chứng sở học, còn có thể viện trợ quốc gia xây dựng. Không thể không nói, cái thứ nhất thành lập đạo huân chế độ người, chân chính là thấm nhuần tình đời đại tài. Hoàng A Trạm mặc dù tổng cùng bọn hắn tụ cùng một chỗ, nhưng xem như khóa trước sư huynh, một thân cũng là có cố định đội ngũ. Bình thường lâu dài cùng một chỗ làm nhiệm vụ đội ngũ, lấy 5 người làm hạn mức cao nhất. Khương Vọng bọn họ cái đội ngũ này mặc dù vẻn vẹn 3 người, làm thế nào cũng không thể nói yếu. Lúc trước Khương Vọng chậm chạp không thể đặt nền móng, ai cũng không hề nghĩ tới, hắn rảo bước tiến lên chu thiên cảnh tốc độ nhanh như vậy. Những người khác càng không rõ ràng tại Thái Hư Huyễn cảnh bên trong điên cuồng chiến đấu,
dùng công đến trải đường ma luyện chính mình khương vọng, bây giờ mạnh bao nhiêu? Mặc dù bước vào chu thiên cảnh thời gian không lâu, nhưng nếu như ba thành luận đạo hiện tại mở lại, hắn có lòng tin tranh một chuyến 3 năm sinh khôi thủ. Lấy tu vi cùng chiến lực luận, khương vọng đã dẫn trước, nhưng đội trưởng vẫn là Lăng Hà. Sớm tại ngoại môn thời kỳ chính là như thế, Lăng Hà cân nhắc vấn đề chu toàn, làm việc ổn trọng. Mặc dù rất giống tồn tại cảm cũng không tươi sáng, nhưng là sẽ không nhất phạm sai lầm nhân vật. Mà lại hắn tại đạo viện bên trong nhân duyên cũng tốt nhất, đội ngũ còn lại 2 cái số người còn thiếu, khương vọng đám người quyết định tại năm sau sư đệ bên trong bổ sung. Nếu như không có thích hợp, tình nguyện chống không. Cùng một cái đội ngũ, phải đối mặt khảo nghiệm quá nhiều, ý hợp tâm đầu rất trọng yếu. Tuyệt không phải thêm một người liền nhiều một phần chiến lực, có đôi khi một cái không thích hợp người, sẽ hại chỉnh chết cái đội ngũ. Tiểu đội thành hình sau nhận được nhiệm vụ thứ nhất, chính là bát phẩm nhiệm vụ. Mà lại là đạo viện trực tiếp tuyên bố cho bọn hắn chỉ định nhiệm vụ, không cách nào cự tuyệt. Đương nhiên, đạo huân ban thưởng cũng theo lệ tăng lên 3 thành. Nhiệm vụ trước tình cũng không phức tạp. Một đội đủ quân số đạo viện đệ tử tại thi hành truy sát 2 cái tà đạo yêu, nhân nhiệm vụ bên trong toàn quân bị diệt, chỉ có 1 cái du mạch cảnh tu sĩ may mắn còn sống sót. Theo tình báo biểu hiện, cái này 2 tên tà đạo tu vi đều chỉ có cửu phẩm. Mà cái này đạo viện tiểu đội có bát phẩm chu thiên cảnh tu sĩ 2 tên, cửu phẩm du mạch cảnh tu sĩ 3 tên. Theo lý thuyết là 10 phần chắc chín sự tình. Lăng Hà tiểu đội việc cần phải làm chính là, điều tra cái này nhiệm vụ phía sau chân tướng. Mà cái này lên nhiệm vụ duy nhất người sống sót là Phương Hạc Linh, kiên trì lại đến Phương gia tộc địa, Khương Vọng tâm tình không thể nghi ngờ rất là phức tạp. Hắn ở đây thoải mái uống qua, cũng ở nơi đây trở về từ cõi chết qua. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là, toàn bộ Phương gia tộc trong đất, Phương thị tộc nhân thần thái trước khi xuất phát vội vàng, căn bản không có mấy cái đối bọn hắn quăng tới chú ý. Đương nhiên càng không có trong dự đoán đối địch cửu thị. Triệu Nhữ Thành cùng Khương Vọng liếc nhau một cái, liền tiện tay ngăn lại một vị qua đường nữ tử. Cô nương người tốt, xin hỏi Phương Hạc Linh ở đâu? Nữ tử này lúc đầu cực không kiên nhẫn, thấy Triệu Nhữ Thành tấm kia gương mặt tuấn tú, lúc này mới hòa hoãn mấy phần, vẩy vẩy tóc, ngươi hỏi thiếu tộc trưởng a? Thiếu tộc trưởng. Triệu Nhữ Thành có chút cảm thấy hứng thú, cười nói, chúng ta đều là đạo viện đệ tử, có chuyện tìm Phương sư đệ, không biết cô nương thuận tiện cáo chi sao? Nghe được Triệu Nhữ Thành tự nhận đạo viện đệ tử, mà lại còn là Phương Hạc Linh sư huynh. Nữ tử này đã triệt để tiêu mất nửa đường bị ngăn lại oán khí. Dáng tươi cười biến phá lệ sán lạn, thiếu tộc trưởng ở nhà đâu? Nơi này đường tạp, ta dẫn ngươi đi qua đi. Nói xong nàng liền dẫn đạo Triệu Nhữ Thành đi lên phía trước, từ đầu đến cuối, hoàn toàn xem nhẹ bên cạnh Lăng Hà cùng Khương Vọng. Như thế, làm phiền cô nương. Triệu Nhữ Thành ôn nhu cười một tiếng, như gió xuân tiễn đưa ấm. Hai người một đường trò chuyện vui vẻ, Lăng Hà Khương Vọng yên lặng theo sau lưng, đợi đi đến Phương Hạc Linh cửa nhà lúc, hai người này đã không sai biệt lắm bắt đầu lẫn nhau trao đổi ngày sinh tháng đẻ. Xung phong nhận việc cùng người gác cổng nói rõ ý đồ đến về sau, nữ tử mới lưu luyến không rời rời đi. Triệu Nhữ Thành mỉm cười cùng nàng từ biệt, quay người lại, cười cười, thú vị a. Thú vị dĩ nhiên không phải vị cô nương này. Tại vừa rồi giao lưu bên trong, bọn họ đã rõ ràng Phương gia biến hóa. Phương gia triển nhiên giường bệnh nhiều năm lão tộc trưởng trước mấy ngày vừa mới qua đời, mà Phương gia trên thực tế tộc trưởng Phương Trạch hậu chuyện đương nhiên từ hư chuyển thực, nhưng bây giờ Phương gia trên thực tế làm chủ nhưng là thiếu tộc trưởng Phương Hạc Linh. Bởi vì Phương Trạch hậu nhậm chức tộc trưởng về sau, đã đem trong tộc đại quyền toàn quyền giao cho nhi tử. Quả thật đây là chuyện sớm hay muộn, làm con trai mình trải đường cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng cho người cảm giác, liền không khỏi quá cấp tiến chút. Đồng thời Phương Trạch hậu trẻ trung khỏe mạnh, làm sao cũng không nên sớm như vậy liền dưỡng lão. Ngay tại trong lòng bọn họ chuyển ý niệm thời điểm, người gác cổng đã bẩm báo trở về. Phương Hạc Linh không có tự cao tự đại, trực tiếp đi theo người gác cổng đi ra cửa lớn. Sắc mặt cũng không khá lắm, nhưng cũng không có quá thất lễ. Như thế một loại tiến lên. Lúc đầu lấy hắn đi qua tính cách, Khương Vọng coi là làm gì cũng muốn làm ầm ĩ một cái. Có chuyện gì sao? Hắn đối với Lăng Hà hỏi. Là như thế này, Phương sư đệ. Lăng Hà giải thích nói, liên quan tới trước đó ngươi kinh lịch cái kia lên nhiệm vụ. Cái kia lên nhiệm vụ ta đã bàn giao rất rõ ràng. Đạo viện, tập hình ti, đều có ghi chép. Phương Hạc Linh đánh gãy hắn. Các ngươi có thể đi lật xem, mà không phải lại đến hỏi ta. Các ngươi không có quyền lợi như vậy, ta cũng không tồn tại dạng này nghĩa vụ, chúng ta có quyền. Lăng Hà rất là trầm ổn nói, chúng ta đón lấy đạo viện điều tra nhiệm vụ, liên quan sự tình bất luận kẻ nào hoặc cơ cấu, đều cần phối hợp chúng ta. Không chỉ ngươi là như thế này, tập hình ti cũng là như thế. Điều tra nhiệm vụ. Phương Hạc Linh tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền ép xuống, không có thoát ra càng nhiều cảm xúc. Chỉ là nói, tốt. Vậy ta lặp lại lần nữa. Ngày đó chúng ta truy sát 2 cái tà đạo yêu nhân,
đến đỗ ra bên ngoài trấn trên một ngọn núi. Bởi vì đã liền đến kỳ xương sơn mạch, chân của ta lại bị thương, cho nên liền nói muốn hay không mai phục tại ngoài núi, chờ yêu nhân xuống núi. Thế nhưng dẫn đội Trương Khê Chí sư huynh nhất định không chịu, hắn nhường ta lưu lại dưỡng thương, chính mình mang theo những người khác vào núi. Ta một mực chờ đến ngày thứ hai, cũng không có chờ đến bọn họ xuống núi. Ta biết xảy ra chuyện, liền liên hệ nơi đó quan phủ. Tập hình ti cùng đạo viện đều có người chạy tới, tại trong một cái sơn động phát hiện bọn họ hài cốt. Đây chính là chuyện đã xảy ra, đùi phải của hắn hoàn toàn chính xác dùng băng gạc bao mấy tầng, ẩn có vết máu. Chỉ có hài cốt. Khương Vọng hỏi. Hắn không khỏi lại nghĩ tới tại đường xá trấn phát sinh sự tình. Phương Hạc Linh nhìn hắn một cái, ánh mắt bên trong đã không nhìn thấy cừu hận loại hình cảm xúc. Vâng. Hắn lại chuyển hướng Lăng Hà nói, ta biết cứ như vậy nhiều, sự tình khác ta cũng không rõ ràng. Gia gia của ta chết rồi, phụ thân ta thương tâm quá độ, không thể chủ sự. Hiện tại Phương gia từ trên xuống dưới đều là ta một người chống đỡ, ta bề bộn nhiều việc, không có chuyện quan trọng không nên quấy rầy ta. Được không? Nói xong, nhìn xem còn không có xê dịch bước chân Lăng Hà, hắn hỏi, còn có việc sao? Ta muốn đi vào cắm nén nhang. Cái gì? Phương Hạc Linh cho là mình nghe lầm. Nhưng Lăng Hà chỉ là rất nghiêm túc nói, ta muốn cho Phương Bằng Cử ra ra cắm nén nhang. Hắn khi còn sống rất đau Bằng Cử. Hắn thật chỉ là muốn tế bái một cái mà thôi, rất thuần túy, rất đơn giản. Phương Hạc Linh im lặng nửa ngày, nghiêng người nhường ra vào cửa vị trí. Chương 114, Anh Hùng Đảm. Bằng Cử trước kia nói qua, từ hắn cha mẹ sau khi chết, toàn bộ Phương gia, chỉ có gia gia hắn là thật tâm đợi hắn. Rời đi trên đường, Lăng Hà giải thích nói. Phương Hạc Linh gia gia chết được không tính đột ngột, mà lại sớm đã hạ táng, bọn họ ai cũng không có thông qua bài vị nghiệm thi bản sự. Cho dù Phương Trạch Hậu nhường quyền có chút kỳ quặc, lần này tới cửa cũng không phải một cái thời cơ tốt. Bởi vậy tại Lăng Hà sau khi tế bái, ba người liền lựa chọn rời đi, được rồi, ai không biết lão đại ngươi a? Triệu Nhữ Thành bĩu môi. Người hiền lành một cái. Lăng Hà đối với mỗi người đều thực tình đối đãi, mà Triệu Nhữ Thành một phương diện làm Khương Vọng ủy khuất, một phương diện lại vội vàng hòa giải. Khương Vọng chỉ là cười cười, liền nhảy qua cái đề tài này, hắn cũng sẽ không vì thế để ý. Đạo viện nghĩ như thế nào? Tập hình ti bên kia không có điều tra ra kết quả, lại an bài chúng ta tới điều tra chuyện này. Đây không phải quấy rối sao? Ta cùng Phương gia như thế không hợp nhau, có lẽ cái này đạo viện an bài chúng ta điều tra việc này nguyên nhân. Triệu Nhữ Thành nói. Đạo viện hoài nghi Phương Hạc Linh. Khương Vọng nhíu mày. Hắn không đáng hoài nghi sao? Triệu Nhữ Thành hỏi lại, luận chiến lực, hắn không có gì chiến lực. Luận trí lực, hắn càng không có. Dựa vào cái gì một đội bốn cái người đều chết rồi? Chỉ còn hắn còn sống. Ta cảm thấy hắn hiện tại còn rất có bụng dạ. Lăng Hà nói câu lời công đạo, mà lại. Hắn không có lên núi a. Hắn nói hắn không có lên núi, ai biết được. Triệu Nhữ Thành giang tay ra. Rời đi Phương gia, Lăng Hà dẫn đội đi trạm thứ hai là tập hình ti. Chuẩn xác mà nói, là tập hình ti tại Phong Lâm Thành bên trong làm việc cơ cấu. Đạo huân bảng bên trên nhiệm vụ, nơi phát ra phong phú. Binh bộ, tập hình ti, đạo viện bản thân, thậm chí trang đình, đều có thể tại đạo huân bảng bên trên tuyên bố nhiệm vụ. Phương Hạc Linh tham dự món kia nhiệm vụ, là từ tập hình ti khởi xướng, phẩm cấp phán định cũng là từ tập hình ti hoàn thành. Bát phẩm nhiệm vụ đạo huân ban thưởng tại 100 đến 500 điểm ở giữa lưu động. Mà tập hình ti cho nên nhiệm vụ quyết định đạo huân ban thưởng chỉ có 150 điểm, tại bát phẩm nhiệm vụ bên trong thuộc về khá thấp độ khó cái này, hiển nhiên không phù hợp tình hình thực tế. Hai cái bát phẩm tu sĩ, hai cái cửu phẩm tu sĩ tất cả đều chiến tử, nhiệm vụ như vậy độ khó, chí ít cũng phải là bát phẩm đỉnh cấp, cũng chính là ban thưởng 500 điểm đạo huân độ khó. Trên thực tế Lăng Hà bọn họ lần này, tiếp điều tra nhiệm vụ liền có 300 điểm đạo huân, mà lại bọn họ vẫn chỉ là phụ trách điều tra, cũng không cần xử lý chuyện sau đó. Mặc dù có chỉ định nhiệm vụ tăng lên 3 thành ban thưởng nhân tố, nhưng cũng coi là hợp lý phẩm cấp phán định. Tập hình ti xem như xử lý siêu phàm vụ án phía chính phủ cơ cấu, ước chừng là cao ngạo quen. Ba cái đạo viện tu sĩ mang theo đạo huân bảng nhiệm vụ đến đây, kiểm tra đối chiếu sự thật tin tức, toàn bộ tập hình ti bên trong không có một người phản ứng. Dù là Triệu Nhữ Thành tuấn Mỹ vô song, làm sao tập hình ti bên trong nữ tu sĩ từng cái đều mắt cao hơn đầu, căn bản chưa từng xem bọn hắn một chút. Lăng Hà lần lượt không sợ người khác làm phiền hỏi người, chịu đựng vô số bạch nhãn, mới vừa tìm tới chính chủ. Tập hình ti đánh giá món kia nhiệm vụ đẳng cấp, là một tên mọc da lông mày cong du mạch cảnh tu sĩ. Lúc này hắn ngồi tại phía sau quầy, cách dọc cột, cúi đầu cầm bút lông ghi chép cái gì, biểu lộ 10 phần không kiên nhẫn, các ngươi có chuyện gì? Tại tập hình ti bên trong nhiều lần vấp phải trắc trở, cũng không có ảnh hưởng Lăng Hà thái độ. Hắn vẫn chỉ là cười cười, có lễ có tiết, chúng ta là đạo viện đệ tử.
Làm Bính Mậu Hảo nhiệm vụ mà đến, chúng ta có 4 tên sư huynh đệ, chiến tử tại lần kia trong nhiệm vụ. Lại là mẹ nó cái này nhiệm vụ. Lông mày cong đột nhiên đem trong tay bút lông quăng ra, có hết hay không rồi? Đại khái khả năng đích thật là kiềm chế một đoạn thời gian, lại cảm thấy cái này ba cái trẻ tuổi khuôn mặt có thể lấn, hắn đột ngột liền nổi nóng lên, cái này mẹ nó thẩm ta, cái kia mẹ nó cũng thẩm ta. Ta đã bị phạt bổng 1 năm, các ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Nước bọt bay tứ tung, đập bàn gầm thét không thôi. Lăng Hà thoáng tránh một chút, còn định nói thêm. Một cái tay đã đánh vỡ trên quầy dọc cột, nắm chặt lông mày cong vạt áo, sau đó đem hắn cả người kéo ra ngoài, trực tiếp dùng mặt của hắn đem những cái kia dọc cột toàn bộ phá tan, đem hắn cả người xách đến quầy hàng bên ngoài. Còn nghĩ như thế nào đây? Khương Vọng sớm đã có bất mãn, tới đây lại nghẹn đầy bụng tức giận, lúc này cũng không quản cái gì độ lượng không độ lượng, níu lấy lông mày cong nói, bởi vì ngươi sơ sẩy, đạo viện chết 4 người đệ tử. Chết? Cái gì đều mất rồi? Người mẹ hắn bị phạt bổng 1 năm, rất thảm sao? Lông mày cong cả người đều mộng. Hắn tính tình còn không có phát xong, cái kia đạo viện đến tiểu tử liền đã xuất thủ. Hắn trước tiên hội tụ đạo nguyên, lại trực tiếp bị mà sinh cứng rắn đánh tan. Không phải là hắn không muốn phản kháng, thế nhưng thật không có một chút xíu phản kháng chỗ trống. Thực lực sai biệt quá lớn. Uy uy uy. Các ngươi làm gì? Tập hình ti bên trong nghe được động tĩnh tu sĩ khác chạy tới. Tập hình ti trọng địa, há lại cho ngươi làm càn. Lúc trước hỏi thăm thời điểm, toàn bộ tập hình ti giống quỷ phòng, khắp nơi im miệng không nói, từng cái mặt không biểu tình. Này lại vừa mới náo một chút sự tình, lập tức người liền đều đi ra. Lăng Hà thân hình thoát một cái, đã ngăn ở những người này trước người. Chúng ta tiếp nhận đạo huân bảng nhiệm vụ, phụ mệnh điều tra Bính Mậu Hảo nhiệm vụ từ đầu đến cuối. Tất cả liên quan sự tình đám người, tại trong lúc này đều phải phối hợp. Hắn tính tốt, là bởi vì độ lượng lớn, nhưng tuyệt không đại biểu nhát gan. Lúc trước bồi Khương Vọng đi Vọng Giang Thành, chính là làm tốt máu phun ra 5 bước chuẩn bị. Lúc này đứng ở trước mọi người, cũng là thần sắc nghiêm nghị, đạo nguyên dương cung mà không phát. Tập hình ti đám người sững sờ. Nhưng đạo huân bảng là quốc chi trọng khí, tu sĩ chấp hành đạo huân bảng nhiệm vụ lúc, các phương đều muốn phối hợp, đây cũng là quy củ. Cho nên nếu như chuyện hôm nay, bởi vì là từ tên kia lông mày cong không phối hợp gây nên, mấy cái này đạo viện tu sĩ phát tác cũng có pháp lý có thể theo. Vậy cũng không thể mù đến a. Đúng đấy, đập hư của công các ngươi làm sao bồi. Bất kể như thế nào, bọn họ nhất định phải giữ gìn tập hình ti mặt mũi. Làm sao bồi? Triệu Nhữ Thành cười cười, đi lên phía trước nói, cứ như vậy mấy cây hàng rào dọc bằng gỗ, các ngươi phải bồi thường bao nhiêu tiền? Đây là tập hình ti bên trong đồ vật. Ngươi coi là cái gì? Người kia cười lạnh nói, làm gì cũng phải bồi thường cái trên dưới 100 kim a. Bản ý của hắn là khiến cái này người biết khó mà lui, hiểu được phân tấp. Phải biết cho dù đối với tu sĩ mà nói, đạo nguyên thạch mới là đồng tiền mạnh. Nhưng ăn ở, y nguyên cũng không thể rời đi vàng bạc đồ vật. 100 kim không phải là dễ dàng như vậy cầm. Lại không nghĩ Triệu Nhữ Thành lúc này liền là một hồi cười dài. Tốt. Hắn quay đầu đối với Khương Vọng nói, tam ca, động thủ không cần lo lắng. Chúng ta chiếu 10.000 kim đến nện. Coi như cho tập hình ti sửa chữa. Tập hình ti đám người hai mặt nhìn nhau ở giữa, một cái sắc mặt âm trầm trung niên tu sĩ xuất hiện ở đây bên trong. Nguyên lai là Triệu Đại Thiếu. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, đây là tới ta tập hình ti khoe của đến rồi. Người này chính là Phong Lâm Thành tập hình ti người phụ trách, lục phẩm đằng long cảnh tu sĩ đan trà, cầm ti đại nhân, không dám nói như vậy. Để tránh Triệu Nhữ Thành nổi quạo tăng lên mâu thuẫn, Lăng Hà vượt lên trước trả lời, chúng ta đều là đạo viện đệ tử, tiếp đạo huân bảng, ấn trình tự bình thường đến tập hình ti tuân án mà thôi. Nhưng vị này người trong cuộc cự không phối hợp, thậm chí đột nhiên nổi giận. Vì để tránh cho động tĩnh làm lớn chuyện, sư đệ ta chỉ được trước chế phục hắn. Hắn đi vòng, lão tam đem người thả, tại đan đại nhân trước mặt giống kiểu gì. Khương Vọng cười cười, cũng thật sự trên tay buông lỏng, đem cái kia lông mày cong vững vàng để dưới đất. Còn vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có sao chứ. Lông mày cong chưa tỉnh hồn, chỉ là nói, không có việc gì, không có việc gì. Hắn lúc trước phát cái kia thông tính tình, ai cũng không thể làm bộ không nghe thấy. Bởi vậy Lăng Hà nói như vậy. Tập hình ti đám người vẫn thật là tìm không ra lý. Được rồi, nếu là trình tự bình thường, mọi người liền đều tán. Đan trà xua tan đám người, mới nhìn lông mày cong nói, mấy vị này đạo viện tài cao là tiếp đạo huân bảng nhiệm vụ đến, có vấn đề gì, người đều tốt trả lời, hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch. Lông mày cong nói. Đan trà lúc này mới gật gật đầu, chắp tay sau lưng rời đi. Từ đầu tới đuôi, căn bản không đề cập tới nhường Triệu Nhữ Thành bồi thường tiền sự tình. Thảm, lần này bị ghi hận lên. Triệu Nhữ Thành cười hì hì nói. Trong miệng nói xong thảm, trên mặt nhưng không có một chút sợ hãi ý tứ. Khương Vọng cũng là vẻ mặt không sao cả.
bọn họ đều là đạo viện đệ tử bên trong người nổi bật, về sau rất có tiền đồ. Nếu là tương lai muốn vào tập hình ti, chỉ cần tu vi đuổi theo, địa vị sẽ chỉ cao hơn đan trà, nếu là không vào tập hình ti, vậy lại càng không có cái gì tốt lo lắng. Về phần hiện tại, đan trà nếu là muốn chơi thủ đoạn gì, thật làm đồng á không bao che khuyết điểm sao? Chúng ta là không sợ, liền sợ sự tình trong nhà không để ý tới. Ngay trước mặt lông mày cong, khó mà nói quá trực tiếp. Lăng Hà chỉ là nhàn nhạt điểm một câu Triệu Nhữ Thành, sau đó mới nói, lão tam ngươi tranh thủ thời gian hỏi đi. Từ đầu tới đuôi, hắn không có oán trách một câu Khương Vọng lỗ mãng, Triệu Nhữ Thành phách lối. Dù cho không cẩn thận liền đắc tội đan trà dạng này nhân vật thực quyền, bởi vì bọn hắn ba huynh đệ cùng một chỗ, không cần nói ai làm sự tình gì, mặt ngoài thái độ gì, bọn họ đều cùng một chỗ gánh chịu. Chương 115, kính tặng. Khương Vọng ba người rời đi tập hình ti cửa lớn, đan trà mới lần nữa đi tới, chắp tay không nói. Thủ lĩnh, tâm phúc của hắn dưới tay đi theo bên cạnh nhỏ giọng nói, chúng ta liền tùy vào những thứ này đạo viện tiểu tử phách lối như vậy. Còn không phải các ngươi hành sự bất lực. Cha hồ sơ lề mà lề mề, chính là không có kết quả. Không phải nào có bọn họ nhúng tay chỗ trống. Bình thường chỉ có tập hình ti chưa thể xử lý bản án, mới có thể xuất hiện tại đạo huân bảng bên trên. Đây là vì để tránh cho chức quyền không rõ. Những thứ này đạo viện đệ tử kiều sinh quán dưỡng, lại hiểu được cha cái gì án rồi. Dưới tay khinh thường nói, để bọn hắn toi công bận rộn đi. Đan trà cũng không tỏ thái độ, chỉ là đem lông mày cong tu sĩ kêu đến lại mắng một trận, sau đó cẩn thận hỏi thăm Khương Vọng đối với hắn đặt câu hỏi chi tiết, lúc này mới phất phất tay để hắn rời đi. Cho tới bây giờ chỉ có chúng ta tập hình ti phách lối phần, nào có bị người dẫm trên đầu đạo lý. Phong Lâm Thành đạo viện từ khi đồng á cái kia thúi tảng đá đến về sau, liền càng thêm không ra bộ dáng. Đan trà âm thanh lạnh lùng nói, quý ti đầu gần nhất đang muốn tuần sát quận vực, chờ hắn lão nhân ra đến Phong Lâm Thành, chúng ta sợ ai cả. Hắn cấp độ dù sao không đủ, còn không biết quý huyền đã tới qua, đồng thời tại Thanh Giang bờ nước bị Tống Hoành Giang nhục nhã đi. Đúng rồi. Dưới tay Liên Thanh phụ họa. Đan trà lại hừ lạnh nói, Triệu gia rời đi bản thành không lâu, như thế hào phú, nội tình chưa chắc trong sạch. Lúc đầu cái này mấy năm qua thành thật thật, hiếu kính thỏa đáng. Chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền thôi. Hiện tại họ Triệu tiểu nhi vậy mà như thế phách lối, vậy liền điều tra thêm nhà khác nội tình. Nhìn cấm không khỏi cha. Tập hình ti mặc dù chỉ phụ trách siêu phàm vụ án, nhưng siêu không siêu phàm, người đó định đoạt. Bởi vì quyền thuộc tồn tại trùng điệp khu vực, bình thường thành chủ cường thế địa phương, tập hình ti phối hợp thành chủ. Thành chủ yếu thế địa phương, tập hình ti đặc lập độc hành. Mà tại Thanh Hà quận, bởi vì ti đầu quý huyền cường thế, quận bên trong các đại thành vực, tập hình ti trên cơ bản đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút quyền tự chủ, từng cái ăn đến phiêu phì thể tráng, thuộc hạ tuân mệnh. Tâm Phúc nhịn không được âm hiểm cười, bắt đầu tính toán chính mình có thể đi theo uống đến bao nhiêu canh. Lông mày cong đối với nhiệm vụ đánh giá phù hợp chương trình, không có trộn lẫn tư tâm, cũng không tồn tại có ý định mưu hại loại hình sự tình. Chí ít Khương Vọng bọn họ điều tra kết quả là như thế. Lúc ấy món kia nhiệm vụ nguyên nhân gây ra là Đỗ Gia Trấn một nhà dân trấn ngộ hại. Từ hiện trường trên dấu vết vô luận như thế nào phán đoán, hung thủ tu vi đều cao không quá cửu phẩm du mạch cảnh đi. Lông mày cong đem cái này nhiệm vụ đánh giá là bát phẩm, chính là cân nhắc đến tả đạo hành tung sự không chắc chắn, cùng với Phong Lâm Thành vực đoạn thời gian trước phát sinh đủ loại sự kiện, đã đề cao phong hiểm không gian. Mà Phong Lâm Thành đạo viện bên này, hai tên bát phẩm chu thiên cảnh, ba tên cửu phẩm du mạch cảnh, dạng này phối trí, đi hoàn thành loại này cấp bậc nhiệm vụ, cơ hồ là 10 phần chắc 9. Nhưng kết quả lại tạo thành từ Tiểu Lâm Trấn về sau, Phong Lâm Thành đạo viện đệ tử nghiêm trọng nhất một lần chiến tổn. Khoảng chừng 4 tên đạo viện đệ tử hy sinh. Phải biết, những năm qua Phong Lâm Thành đạo viện nội môn hấp thu đệ tử, hàng năm cũng chỉ có 10 tên trái phải mà thôi. Mỗi một cái đạo viện đệ tử, đều là quốc gia căn cơ. Đây cũng là Phong Lâm Thành đạo viện coi trọng như vậy chuyện này, tại tập hình ti điều tra không có kết quả về sau. Phái ra Khương Vọng đám người điều tra nguyên nhân. Từ tập hình ti ra tới, Khương Vọng bọn họ chạm thứ ba, là Trương Thị Tộc Địa. Đây là ba người thương lượng kết quả, ý nghĩ của bọn hắn rất rõ ràng. Từ Phương Hạc Linh, đến tập hình ti, kế tiếp là Trương Khê Chí. Cũng chính là cái kia lên nhiệm vụ bên trong phụ trách đội trưởng. Hắn mặc dù đã chết rồi, nhưng tin tức của hắn vẫn chưa có chết đi. Tại người nhà của hắn, trong bằng hữu, còn sống một cái trong trí nhớ Trương Khê Chí. Tập hình ti ngay tại phủ thành chủ mặt phía bắc. Khoảng cách phủ thành chủ cũng không quá xa, tới gần Thanh Mộc đường lớn. Từ vị trí địa lý bên trên nhìn, từ Phương Thị Tộc Địa ra tới, đi trước Trương Thị Tộc Địa, lại đi tập hình ti, tương đối tiện đường. Nhưng Khương Vọng bọn họ hay là lựa chọn đường vòng, bởi vì trên thực tế trình tự so trên địa lý trình tự quan trọng hơn. Trương gia hiện tại nghiễm nhiên là tam đại họ đứng đầu, nhưng đi vào bọn họ tộc địa,
nhưng lại chưa cảm nhận được cái gì kiêu căng làn gió. Tương phản, trên đường đi gặp phải Trương gia tộc người đều mười phần biết lễ, biết được bọn họ là đạo viện đệ tử về sau, liền có người chủ động cho bọn hắn dẫn đường. Khương Vọng đám người chia ra ba đường, phân biệt đi Trương Khê Chí nhà, Trương Khê Chí bằng hữu tốt nhất nhà, cùng với tộc trưởng nhà. Khương Vọng đi chính là tộc trưởng nhà. Đi Trương Khê Chí trong nhà tất nhiên có thể được đến nhiều nhất manh mối, mà Triệu Nhữ Thành là sẽ không nhất mất đi những đầu mối này người. Trương thị tộc trưởng lấy bối phận luận, hẳn là Trương Lâm Xuyên đời ông nội, nhưng cùng Trương Lâm Xuyên cũng không phải là nhất mạch. Đương nhiên, lấy Trương Lâm Xuyên thực lực hôm nay, tự nhiên cũng quy về đích mạch. Thậm chí nếu không phải Chí không ở chỗ này, đời tiếp theo vị trí tộc trưởng cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Khương Vọng xem như Phong Lâm Thành đạo viện thanh danh vang dội tân tú, Trương thị tộc trưởng đặc biệt nhín chút thời gian, viện trợ hắn trải vuốt Trương Khê Chí tương quan tình huống, hòng duy trì hắn nhiệm vụ. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, không có quá nhiều thu hoạch. Khương Vọng đang chuẩn bị cáo từ, chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm. Lâm Xuyên thiếu gia trở về. Trương Lâm Xuyên liền dẫm lên thanh âm đi vào viện đến, trước đối với Trương thị tộc trưởng lễ nói, Lâm Xuyên đến cho Đường gia gia vấn an. Cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Trương thị tộc trưởng ngồi ngay thẳng, đưa tay hư nhấc, dáng tươi cười hòa ái, ngươi tu hành vất vả, trở về một chuyến không dễ dàng, không cần lần nào đến đều nhìn ta. Hẳn là. Trương Lâm Xuyên cười lại gọi một tiếng Khương Vọng, Khương sư đệ đây là tới trong nhà của ta làm khách sao? Khương Vọng làm sao khinh thường, đã sớm đứng lên ở một bên, này lại cười khổ nói, còn không phải được phân phối nhiệm vụ sao? Cũng không biết là tống phó viện ý tứ, hay là đồng viện trưởng ý tứ? Hắn là không thể nào cầm cái này đến hỏi đồng A. Đồng A cũng không biết để ý đến hắn. Đồng A là đạo viện viện trưởng, mà không phải ai nhũ mẫu vú em. Ồ, Trương Lâm Xuyên có chút hăng hái, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Khác nhau rất lớn. Nếu như là đồng A, đó chính là coi trọng. Nếu như là Tống Kỳ Phương, cái kia nói không chừng chính là tìm phiền toái. Cũng không có gì. Liên quan đến cùng Tống Kỳ Phương ma sát, Khương Vọng không tiện nhiều lời. Đi vòng, hôm nay tay không mà đến, cũng không liền quấy dày. Chờ làm xong nhiệm vụ lần này, lần sau lại tìm Trương Sư Huynh uống rượu. Được. Trương Lâm Xuyên cười cười, lại đối lão tộc trưởng cáo từ nói, đừng ra ra, vậy ta trước hết về nhà. Lão nhân cười ha hả nói, đi thôi, để ngươi mẹ chờ lâu, quay đầu lại nên oán ta. Người trưởng thành trong miệng không có thời gian cụ thể lần tiếp theo, bình thường cũng chờ cùng với không có. Trương Lâm Xuyên từ tộc trưởng trong nội viện ra tới, hướng trong nhà mình đi. Trên đường đi gặp được cùng hắn chào hỏi tộc nhân. Cũng đều gật đầu đáp lại. Chỉ bất quá che miệng tấm kia khăn tay, từ đầu đến cuối không có rời qua. Tộc nhân ngược lại cũng không ngại, đều biết hắn tốt thanh khiết tính tình. Trương Lâm Xuyên nhà không tính quá lớn, nhưng trong bên ngoài bốn nhà sân nhỏ, cũng tuyệt không thể nói khó coi. Phụ thân hắn tại trong tộc treo một cái quản sự tên tuổi, sự tình không nhiều, tiền bạc lại không ít. Lấy Trương Lâm Xuyên thực lực hôm nay cùng tương lai tiền cảnh, toàn cả gia tộc bên trong không ai sẽ bạc đãi hắn người trong nhà. Còn chưa đi vào trong nội viện, hạ nhân liền ra đón. Thiếu gia, ngài trở về. Cái này dùng cơm a? Lão gia cùng phu nhân đều chờ đợi đâu. Sớm tại hắn bước vào tộc địa lúc, trong nhà liền phải làm dự bị lấy. Trương Lâm Xuyên gật gật đầu, hướng dùng cơm ấm sảnh đi tới. Phụ mẫu quả nhiên an vị tại bàn ăn chủ vị chờ hắn. Trương phụ là một cái cứng nhắc tính tình, nhìn thấy nhi tử cao hứng, nhưng trên mặt sẽ không bộc lộ quá nhiều, chỉ là thản nhiên nói, ngồi đi. Ngược lại là mẫu thân đối với hắn cười cười, đem một đĩa cá sạo chuyển qua vị trí của hắn trước, Lâm Xuyên, mau nếm thử. Trương Lâm Xuyên đi đến vị trí của mình phía trước, nhìn thoáng qua ghế, không khỏi dùng khăn tay xoa xoa phía trên mỡ đông cái kia hẳn là, mang thức ăn lên lúc không cẩn thận nhỏ xuống sau đó, đưa khăn tay toàn bộ đoàn cùng một chỗ, để qua một bên. Hắn rất nhanh liền nghe được phụ thân mang theo thanh âm tức giận, ngươi chuyện gì xảy ra? Nói Lâm Xuyên hôm nay trở về ăn cơm. Muốn ngươi phân phó hạ nhân thật tốt vẩy nước quét nhà, liền cái ghế cũng làm không sạch sẽ. Mẫu thân thanh âm y nguyên ủy khuất, trong ngoài ngoài thu thập mấy chuyến đâu. Không có việc gì, không có việc gì. Trương Lâm Xuyên cười hòa giải, chúng ta ăn cơm đi. Một nhà ba người ngồi cùng một chỗ ăn cơm, đem toàn bộ bàn tròn cắt chém thành đều đặn chờ ba phần, một người chiếm cứ một góc. Tôn trọng nhau. Chương 116, tối nay không người chìm vào giấc ngủ. Khương Vọng ba người tập hợp một chỗ. Đem đoạt được tin tức từng cái tập hợp là được. Triệu Nhữ Thành gõ gõ chán, mọi người đạt được tin tức đều không có cái gì khác biệt, đủ chứng có thể tin. Như vậy Trương Khê Chí người này chính là như thế. Hắn nói bổ sung, mặc kệ hắn vụng trộm là thế nào, đã hắn bình thường là cái dạng này, làm nhiệm vụ lúc ngay trước những sư huynh đệ khác trước mặt cũng không biết đột nhiên có cái gì cải biến. Nghiêm cẩn. Khương Vọng giơ ngón tay cái lên.
Triệu Nhữ Thành trợn trắng mắt, tiếp tục phân tích nói, Trương Khê Chí tính cách có một cái phi thường xông ra điểm, người nhà của hắn, bằng hữu đều có nâng lên, đó chính là ổn thỏa. Thay cái từ nói, sợ. Kỳ Xương Sơn Mạch người nguy hiểm tất cả đều biết, người như hắn sẽ đuổi kịp núi đi chỉ có một nguyên nhân, đó chính là mục tiêu có thể đụng tay đến, hắn phán đoán không cần quá nhiều thời gian liền có thể thành công xuống núi. Mức độ nguy hiểm tại trong phạm vi khống chế. Hắn cười hỏi, điều này nói rõ cái gì đâu? Lăng Hà cũng cười, nói rõ bọn họ căn bản không có thương lượng thời gian. Mục tiêu đã có thể đụng tay đến, bọn họ thứ nhất lựa chọn làm nhưng là đuổi theo, mà không phải dừng lại thảo luận. Phương Hạc Linh cái gọi là khuyên bảo ngay tại dưới núi mai phục, Trương Khê Chí phân phối nhiệm vụ sau đó khăng khăng lên núi, chuyện này, không tồn tại. Ai, Đỗ Lão Hổ không tại, liền một cái ham học hỏi ánh mắt đều không nhìn thấy. Triệu Nhữ Thành cố ý làm ra bộ dáng như đưa đám, ta quá mất rơi. Chờ giao thừa Lão Hổ trở về, ngươi cùng hắn ở trước mặt nói. Khương Vọng vỗ vỗ bờ vai của hắn, coi như ngươi quên, ta cũng biết giúp ngươi thuật lại. Ai? Thuật lại cái gì à? Ta nói cái gì rồi? Ta làm sao không nhớ rõ? Triệu Nhữ Thành nhìn xem Lăng Hà, đại ca, ta lời mới vừa nói sao? Lăng Hà không để ý tới bọn họ sái bảo, chỉ là suy tư nói, Phương Hạc Linh tại sao muốn nói dối đâu? Triệu Nhữ Thành cười khẽ, hoặc là lâm trận bỏ chạy, hoặc là lâm trận phản địch, sở dĩ sẽ không là sớm có dự mưu, rất không có khả năng là Phương Hạc Linh cùng những cái kia tà đạo sớm có cấu kết, là bởi vì loại này hái không xuất từ mình mưu hại, thực tế cũng quá ngu xuẩn chút. Phương Hạc Linh có ngốc cũng không biết ngốc đến nước này. Lăng Hà cái gì cũng không có lại nói, chỉ là đột nhiên thở dài một hơi. Hắn biết, Phương gia xong. Chuyện này tính chất quá nghiêm trọng, một khi bộc lộ ra đi, Phương Hạc Linh tiền đồ tất nhiên vô vọng. Toàn bộ Phương gia cũng có thể bị liên lụy. Xảy ra chuyện hiện trường chúng ta liền không cần phải đi nhìn, chúng ta không thể nào so người của tập hình ti càng chuyên nghiệp. Hiện tại duy nhất phải cùng tuyến chính là Phương Hạc Linh. Không cần nói hắn là bỏ chạy hay là phản địch, cha rõ ràng liền có thể bàn giao. Triệu Nhữ Thành hỏi, ai đi? Ta đi. Phương Hạc Linh dù sao có khả năng liên lụy tả đạo, Khương Vọng chiến lực mạnh nhất, việc nhân đức không nhường ai. Lăng Hà, Triệu Nhữ Thành cũng không dị nghị, lập tức liền ai đi đường nấy. Nếu như Phương Hạc Linh đã nhìn về phía tả đạo, có lẽ sẽ phái người âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Cho nên bọn họ đều biểu hiện được rất bình thường. Lăng Hà trở về tu luyện, Khương Vọng trở về tu luyện đồng thời, chỉ điểm Khương An An cùng Đường Đôn võ nghệ. Triệu Nhữ Thành về nhà ngủ ngon. Bởi vì cái gọi là người khác tu luyện ta không luyện, mặt trời lên cao giữa bầu trời vừa vặn ngủ. Triệu Nhữ Thành quen biếng nhác, nhẫn nại tính tình bận rộn một ngày, giải mã hào hứng qua, liền cảm giác không thú vị. Trở lại trong phòng, trực tiếp vén chăn lên, liền chuẩn bị nằm ngủ. Mặc vải tơ trường sam Đặng Thúc, chậm rãi đi tới. Triệu Nhữ Thành nhìn xem hắn, chờ hắn nói chuyện. Người của tập hình ti đang tra chúng ta. Đặng Thúc nói. Triệu Nhữ Thành trầm mặc một hồi, nói, dù sao chúng ta cũng ở không lâu, không phải sao. Đặng Thúc giật giật khóe miệng, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ngươi đêm hôm đó lưu máu, trừ đám kia chó săn đuổi theo, còn có thể có nguyên nhân gì? Không tính đuổi kịp. Đặng Thúc nói, biết ngươi thích nơi này. Ta đặc biệt luẩn quẩn đường xa, đem bọn hắn hướng địa phương khác dẫn dẫn, nhiều nhất còn có thể ở bao lâu? Đặng Thúc nghĩ nghĩ, nói, giao thừa. Còn có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn Tết, cũng thật tốt. Triệu Nhữ Thành dứt khoát nằm vật xuống. Dùng chăn mền che kín đầu, thanh âm liền từ chăn mền bên dưới phát ra tới, có chút buồn buồn, nhưng người của tập hình ti cha đi, nếu như quá mức, ngài nhìn xem xử lý. Đặng Thúc cười. Được. Trời tối người yên, Khương Vọng hoàn thành buổi tối thu nghiệp về sau, im ắng rời đi gian phòng, thẳng hướng Phương thị tộc địa mà đi. Đợi cửa phòng mang lên, lại qua một hồi, Khương An An mới chờ mình một cái đứng lên, đem ca ca giày áo khoác đắp lên người, móc ra một cái mập mạp tiểu vân hạc. Ghé vào trên ghế nhỏ, bắt đầu cho vị kia đẹp mắt đại tỷ tỷ viết thư. Ca ca thường xuyên nhìn lén thư của nàng, lại cho là nàng không biết. Nàng chỉ là không muốn tính toán thôi, nhưng làm bảo thủ bí mật nhỏ của mình. Hiện tại nàng viết thư đọc thư đều biết tình ca ca không có ở đây thời gian, tận dụng mọi thứ. Tại bóng đêm che lấp lại, Khương Vọng thuận lợi chui vào Phương thị tộc địa. Hắn đối với nơi này đã tương đối quen thuộc, cẩn thận né qua tuần tra ban đêm Phương gia tộc vệ. Trước đó hắn đã cùng Hùng Vấn cùng một chỗ làm qua chuyện này. Cùng đêm đó khách quan, vào ngay hôm nay thị tộc đề phòng càng xâm nghiêm một chút, nhưng những cái kia tộc vệ tinh khí thần, cho Khương Vọng cảm giác lại ngược lại không bằng phía trước rất nhanh hắn liền đến Phương Hạc Linh nhà phụ cận, bắt đầu tìm kiếm tốt nhất ẩn núp vị trí. Lúc ban ngày, Triệu Nhữ Thành liền đã dẫm tốt đi một chút. Làm Khương Vọng tới gần mục tiêu vị trí lúc, hắn phát hiện nơi đó đã có một người núp, từ góc độ này chỉ có thể nhìn đạt được hắn bên cạnh đầu. Không cần đoán, tất nhiên là người của tập hình ti.
đây là Triệu Nhữ Thành đã sớm đưa ra khả năng. Khương Vọng bọn họ có thể tra được Phương Hạc Linh có vấn đề, người của tập hình ti cũng không phải mù lòa. Trước đó chậm chạp không có điều tra kết quả ra tới, chỉ sợ càng nhiều chỉ là tê liệt mục tiêu hành vi. Khương Vọng không có vọng động, ngừng thở, chuyển rời đến một vị trí khác sau phòng góc tường phụ cận một gốc cây bên trên. Mùa đông cây cối cảnh lá thưa thớt, không quá có thể ẩn tàng hành tích. Nhưng cũng may bóng đêm chính là tốt nhất che lấp. Khương Vọng cả người tại trạc cây bên trong co lại thành một đoàn, tận khả năng giảm bớt bại lộ khả năng. Chỉ dùng một đôi mắt nhìn chăm chú lên trong phương phủ. Nín thở ngưng thần, chậm đợi biến hóa. Phong động đêm dài, nguyệt ẩn trọng mây. Phương Hạc Linh đèn trong phòng sớm đã dập tắt, nhưng lúc này, hắn lại xuyên ra ngoài viện, một cái rút thân, bên trên nóc nhà. Sơ lược nhìn một chút phương hướng, liền im ắng rơi xuống đất đi xa. Vẻn vẹn từ cái này một hệ liệt lặng yên không một tiếng động hoạt động, liền có thể nhìn ra được một thân thực lực biến hóa. Có lẽ, hắn cũng đã tiểu chu thiên viên mãn, bước vào chu thiên cảnh. Khương Vọng không có vội vã hành động, mà là kiên nhẫn chờ mấy hơi thời gian. Lập tức quả nhiên có một cái bóng đen chui ra, nhưng người này chui ra ngoài vị trí, lại không phải Khương Vọng trước đó phán đoán tập hình ti chạm gác ngầm ẩn thân vị trí. Đêm nay lại có ba nhóm người đang giám thị Phương Hạc Linh. Kỳ quái hơn chính là, người này cũng không cùng bên trên Phương Hạc Linh, mà là xoay người một cái, hướng Phương thị tộc địa một vị trí khác mà đi. Khương Vọng nhớ kỹ, kia là Phương thị nhà thờ tổ phương hướng. Khương Vọng không nhúc nhích, lại qua mấy hơi thời gian. Tên kia tập hình ti chạm gác ngầm mới từ ẩn thân chỗ ra tới, truy tung Phương Hạc Linh phương hướng đi. Khương Vọng như cũ không động, mà là một mực chờ đến tên này kẻ theo dõi sắp biến mất về sau, mới xuống đến cây tới. Vô thanh vô tức đi theo. Cho tới bây giờ, hắn mới có thể xác định, đêm nay không có thứ tư nhóm người. Chương 117, ngươi từng có được hết thảy. Lại nói cái thứ nhất lộ ra hành tích bóng đen ghé qua tại Phương thị tộc địa, rất mau tới đến nhà thờ tổ. Một cái xoay người, tiến vào trong từ đường. Phương Trạch Hậu bây giờ liền bị giam lỏng tại nhà thờ tổ bên trong. Phương Hạc Linh cũng là chưa từng ngược đãi, chỉ là chiếm hắn quyền, không cho phép hắn ra ngoài thôi. Bóng đen này sải bước đi vào nhà thờ tổ. Phương Trạch Hậu còn chưa chìm vào giấc ngủ, ngay tại Phương gia liệt tổ liệt tông trước bài vị ngồi xổm. Bóng đen nói, Hạc Linh ra ngoài, ta cảm thấy không thích hợp. Chúng ta là không phải là. Tùy hắn đi đi. Phương Trạch Hậu không quay đầu lại, hắn lớn lên, khó tránh khỏi muốn chứng minh chính mình. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, xác thực bởi vì ta tư tâm, đã mất đi Phương gia đời sau ưu tú nhất người trẻ tuổi. Hiện tại Vân Quốc thương lộ cũng không đáng tin cậy, cùng mặt khác hai nhà so, Phương gia không có tương lai. Hạc Linh muốn làm hiểm, liền để hắn liều một lần là được, đọ sức thắng dĩ nhiên tốt. Nếu như đọ sức thua, ta cái này làm cha, vì hắn lật tẩy. Dù là áp lên toàn bộ Phương gia, chỉ cần hắn có thể chân chính trưởng thành. Ta cũng cam nguyện. Bóng đen không nói thêm gì nữa. Hắn trung thành chỉ có Phương Trạch Hậu một người mà thôi. Đối mặt Phương Hạc Linh đoạt quyền, Phương Trạch Hậu xưa nay không là không có sức phản kháng, hắn chỉ là lại một lần nữa dung túng nhi tử lựa chọn. Khương Vọng cẩn thận vẫn duy trì một khoảng cách. Tứ linh luyện thể quyết xâm nhập đủ để khiến hắn khống chế tinh chuẩn nhục thân. Không cần mượn nhờ đạo thuật lực lượng liền có thể đuổi theo mục tiêu. Hắn không cần đuổi theo Phương Hạc Linh, chỉ cần đuổi theo cái kia truy tung Phương Hạc Linh bóng đen thôi. Nhẹ nhõm né qua đêm tuần thành vệ quân, ba cái bóng đen ở trong thành đi nhanh, một cái tiếp một cái, từ cửa Nam Giao Phong Lâm thành. Mà thành vệ quân trụ sở, ngay tại Nam Giao. Phương Hạc Linh muốn làm gì? Khương Vọng có chút chủ trừ. Do dự muốn hay không cho Ngụy Nghiễm, Triệu Lãng chuyển lại tin tức gì. Nhưng nghĩ tới phía trước còn có một cái tập hình ti chạm gác ngầm, liền quyết định coi như thôi. Người của tập hình ti, tất nhiên có trước tiên liên hệ phía chính phủ thủ đoạn. Như thật có sự tình gì, cũng không biết đến trễ. Hắn rất nhanh liền phát hiện, tiến lên lộ tuyến phát sinh trách đi. Bọn họ xa xa vòng qua thành vệ quân trụ sở, tiếp tục đi về phía nam mà đi. Phong Lâm thành đông nam phương hướng là Phượng Khê Trấn, lại hướng phía trước thì là Tam Sơn thành phương hướng. Mà chính nam mới, thành vệ quân trụ sở lại đi về phía nam, liền chỉ có một tòa Ngưu Đầu Sơn, ngược lại là chưa từng nghe nói qua có cái gì đặc dị. Lấy Khương Vọng lý giải đến xem, như thật có cái gì tà giáo tổ chức, tà đạo xào huyệt, làm sao cũng không đến nỗi ẩn thân tại thành vệ quân ngay dưới mắt. Phong Lâm thành vệ quân chiến lực cực mạnh, tăng thêm Ngụy Nghiễm đã đột phá, bây giờ Nghiêm Đem hai bộ đem đều là đằng long cảnh cường giả. Lại có 5 cái thông thiên cảnh phó tướng, không cần nói là đối mặt cái gì thế lực đều có lực đánh một trận. Một khi bắt đầu dùng binh trận chi thuật, càng là đủ để tồi thành nhổ trại, nhưng Phương Hạc Linh lại thật lên Ngưu Đầu Sơn. Ngưu Đầu Sơn có 2 cái nhô lên, tương tự sừng châu, cho nên gọi tên. Đỉnh núi không cao, cảnh sắc bình thường, tức không cái gì giặc cướp chiếm cứ, cũng không tồn tại hung thú hoành hành. Chính là có, cũng không có cái gì thế lực đứng ra đối kháng.
cũng sớm cho huấn luyện dã ngoại Phong Lâm thành vệ quân càn quét sạch sẽ. Nhưng chính là dạng này một tòa bình thường núi, lúc này bỗng nhiên cho Khương Vọng một loại phệ nhân cự thú cảm giác. Loại này cảm giác áp bách không biết từ đâu mà tới. Từ nơi này nhìn lại thành vệ quân trụ sở, lửa trại đã thành tinh điểm. Khương Vọng cưỡng chế trong lòng bất ổn, theo đuôi xa xa bóng đen lên núi. Không cần nói như thế nào, hắn ít nhất phải biết Phương Hạc Linh đi gặp ai. Dạng này mới đủ lấy kết án. Mà lấy hắn bây giờ bát phẩm chu thiên cảnh tu vi, tử khí đông lai kiếm viên mãn, đạo thuật diễm hoa đại thành, lại có phía trước tập hình ti tu sĩ làm cảnh cáo, nghĩ đến như gặp ngoài ý muốn, đào mệnh là không có vấn đề. Chợt có vài tiếng quái dị chim hót, lộ ra núi rừng càng thêm yên lặng, cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Khương Vọng cầm kiếm tay nắm thật chặt, nhưng không có trực tiếp rút ra, lưỡi kiếm ánh sáng rất có thể bại lộ chính hắn. Xuỵt, bỗng nhiên một làn gió thơm vọt tới, Khương Vọng cảm giác mình bị một loại mềm mại bao vây, một cái tay che hắn bờ môi. Khương Vọng thân thể chợt gấp mà thả ra, hắn cũng không phải hoàn toàn không có phản ứng thời gian, mà là đã ý thức được người tới là ai. Bạch Liên, làm cái tay kia chậm rãi trượt xuống, Khương Vọng nhỏ giọng hỏi. Cái tay kia từ Khương Vọng trên môi trượt xuống, một cái nắm cái cằm của hắn, đem hắn mặt toàn bộ quay tới. Khương Vọng thế là nhìn thấy trên mặt bỏ bọc món kia lụa đen pháp khí Bạch Liên. Làm sao ngươi tới nơi này rồi? Bạch Liên ánh mắt có chút hung dữ, nhưng thanh âm lại ép tới rất thấp. Nghĩ đến tại cái này Ngưu Đầu Sơn bên trên, cũng có nàng kiêng kỵ tồn tại. Khương Vọng duỗi ngón hướng nơi xa chỉ, biểu thị chính mình là truy tung người khác tới. Bạch Liên thả ra hắn cái cằm, lại một cái bắt hắn lại tay. Theo ta đi. Tay áo bồng bềnh, xuyên qua núi rừng như chim đêm, rất nhanh liền biến mất bóng dáng. Mà cơ hồ cùng lúc đó, trên núi Phương Hạc Linh bỗng nhiên quay đầu. Một mực truy tung Phương Hạc Linh đến đây, đích thật là tập hình ti chạm gác ngầm. Hắn là đan trà tâm phúc dưới tay, bởi vì thông minh tháo vát mà được an bài cái này lên nhiệm vụ. Một đường đi tới hắn cũng hoàn toàn chính xác chú ý cẩn thận, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách. Nhưng khi hắn xa xa nhìn thấy Phương Hạc Linh quay đầu, liền đã biết không ổn. Hắn không nói hai lời, liền rũ ra một cái màu vàng tín hương, ngón tay nhất trà sát, liền muốn đem nhóm lửa. Tin vàng một đốt, tập hình ti bên kia lập tức liền có thể biết được tin tức. Tin vàng đốt sạch, đại biểu đốt tin người đã thân hãm tuyệt cảnh. Nhưng căn này tin vàng lại không hề có động tĩnh gì, làm sao cũng vô pháp nhóm lửa. Hắn còn muốn bấm niệm pháp quyết nhóm lửa, nhưng mà một cái thon dài trắng nõn tay đã dò xét đến, đem căn này tin vàng nhẹ nhàng rút đi. Sau đó hắn liền cảm giác cả người đều nhẹ nhàng, bay lên, càng bay càng cao. Lúc này hắn mới phát hiện, cái kia tại nguyên chỗ ngốc lăng, còn làm lấy bấm niệm pháp quyết tư thế người, không phải là chính mình sao? Cái kia giờ phút này hắn là cái gì? Hồn phách sao? Hắn kinh hãi, hắn giãy giụa, nhưng đã không có chút ý nghĩa nào. Lập tức có một cỗ mãnh liệt kịch liệt đau nhức vọt tới, đem hắn toàn bộ bao phủ, xung kích đến chia năm xẻ bảy. Mang theo bạch cốt mặt nạ nam nhân nhẹ nhàng tay, mặc cho đã vỡ vụn không chịu nổi hồn linh tán đi. Là người của tập hình ti a. Đã được đến tình báo hắn nhẹ giọng cười nói, đan trà thật đúng là can đảm lắm. Phương Hạc Linh liền đứng tại giữa rừng núi, nhìn xa xa bạch cốt sứ giả rút hồn lục soát phách một màn này. Hắn không cách nào ức chế từ nội tâm chỗ sâu tràn ra hàn ý, nhưng nét mặt của hắn lại rất bình tĩnh. Từ hắn lựa chọn giam lỏng cha đẻ một khắc kia trở đi, hắn liền rõ ràng chính mình làm ra lựa chọn như thế nào. Đây là chính hắn lựa chọn. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn nhất định phải trưởng thành, đồng thời không quay đầu lại nữa khả năng. Ta đã bị tập hình ti để mắt tới. Tiếp xuống làm thế nào? Hắn hỏi. Người này chết rồi, tương đương đã thừa nhận ta có vấn đề. Ngươi có vấn đề gì? Bạch cốt sứ giả thanh âm rất kinh ngạc, một tên chạm gác ngầm tại thi hành nhiệm vụ lúc hy sinh, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Ai có thể xác định hắn chết cùng ngươi có quan hệ? Đại nhân, Phương Hạc Linh có chút biệt khuất, cũng có chút bất đắc dĩ. Ta là thật tâm làm ngài làm việc, nên làm ta đều làm, đã không có đường rút lui. Ngài cũng đừng lại trêu đùa ta. Không không không, ta không có trêu đùa ngươi. Ta cũng là thực tình nói chuyện với ngươi. Tập hình ti nếu như điều tra Phương gia, có thể tra ra thứ gì tới sao? Không thể. Nên xử lý dấu vết ta đã xử lý sạch sẽ. Mà lại bản thân. Ta xác thực không biết ngài an bài ta làm những sự tình kia có ý nghĩa gì. Tập hình ti cái gì đều không tra được. Vậy liền để bọn họ đi thăm dò. Phương Hạc Linh thở dài một hơi, nhưng có đôi khi bọn họ không cần chứng cứ. Đối phó người bình thường đúng là như thế. Bạch cốt sứ giả nở nụ cười, thế nhưng đừng quên, ngươi là đạo viện học sinh. Ta đích xác có hiểm nghi, đạo viện không nhất định sẽ giữ gìn ta đi. Đáng thương tiểu tử, ngươi căn bản không biết ngươi có được cái gì. Bạch cốt sứ giả cười hai tiếng, quay người hướng trên núi đi, sự tình hôm nay hủy bỏ, trở về đi. Chương 118, Bạch cốt đạo tử.
cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa vang lên. Ai? Bạch Liên kéo cửa phòng ra, đầu tiên chỉ thấy một đôi mắt trắng. Nàng nháy nháy mắt, liền từ cái kia màu trắng bên trong tránh ra. Nhị trưởng lão có gì muốn làm? Lão phu không có chuyện thì không thể đến chào hỏi thánh nữ sao? Nhị trưởng lão cười cười, cái kia già nua nụ cười trên mặt vốn nên được xưng tụng hiền lành, nhưng bởi vì con mắt chỉ còn lại tròng trắng mắt nguyên nhân, lộ ra 10 phần tà dị. Thánh nữ tu vi tinh tiến không ít, thật sự là ta Bạch Cốt đạo phúc. Chỗ nào? Trưởng lão ngài mới là bản giáo chống trời Bạch Ngọc trụ, đỡ biển tử kim xà nhà. Ha ha ha. Không có ý định nhường lão phu đi vào ngồi một chút sao? Cái này. Bạch Liên mắt lộ lúng túng, người ta dù sao cũng là một cái cô nương gia, không tiện a. Lão phu tử xem thường lấy thánh nữ lớn lên, ngươi tựa như lão phu nữ nhi, có cái gì không tiện? Nhị trưởng lão nói xong, liền chen vào gian phòng. Trái phải dò xét thêm vài lần, giống như vô ý hỏi, thánh nữ làm sao ở trong giáo trong phòng của mình, còn mang theo vải đen che lấp. Bạch Liên nháy nháy mắt, thiên sinh đoan trang, không thể không giấu tài. Ha 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 ha. Nhị trưởng lão cười ha ha, tiếng cười lại bỗng nhiên ngừng lại. Âu Dương đã trở về, ta ngửi được hắn mùi vị. Đây là chuyện tốt a. Cũng không uổng chúng ta phí hết tâm huyết, hy sinh nhiều như vậy ám tử, vì hắn một đường che lấp. Cái kia đại trưởng lão làm sao còn không hiện thân đâu. Ai có thể đoán được hắn ý nghĩ đâu? Ngài đều đoán không được, ta liền lại càng không biết. Là không biết, hay là không muốn biết? Người ta không cần biết. Bạch Liên cười duyên nói, trong gió đại sự, hay là đến các trưởng lão làm chủ? Ta yên lặng chờ tin tức là được. Nhị trưởng lão thật sâu nhìn nàng một cái, liền đứng dậy đi ra ngoài. Bước ra trước của phòng bỗng dừng lại, thánh nữ hôm nay làm sao tốt như vậy nói chuyện? Bạch Liên ha ha cười một tiếng, nhìn ngài nói. Người ta lúc nào không dễ nói chuyện rồi. Liền ngẫu nhiên có chút tính nết, không phải cũng đều là vì bản giáo đại sự sao? Nhị trưởng lão rốt cục rời đi, bao phủ trong phòng cảm giác áp bách tựa hồ cũng bị cửa phòng ngăn cách, có lẽ đây chính là sau cùng thăm dò. Bạch Liên nhẹ giọng thì thầm nói. Nàng lặng lặng ngồi một hồi, xác nhận sẽ không còn có người tới quấy rầy. Lúc này mới buông xuống một cái trận bàn, kéo ra tủ quần áo, đem hai mắt nhắm chặt Khương Vọng sách ra tới, ném tới trên giường. Lúc này Khương Vọng tại ngũ thức trong phong ấn. Chỉ có dạng này mới có thể né qua cặp kia chỉ còn lại tròng trắng mắt con mắt. Bạch Liên bấm niệm pháp quyết, giải khai ngũ thức phong ấn. Khương Vọng bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xem Bạch Liên, ấn kiếm không nói. Hắn mặc dù một mực tại ngũ thức phong ấn trạng thái bên trong, nghe không được Bạch Liên cùng nhị trưởng lão đối thoại, nhưng chạy không ngũ thức, ổn định lại tâm thần, cũng tại lặp đi lặp lại suy nghĩ sự tình hôm nay. Ngươi muốn hỏi cái gì, cứ hỏi đi. Bạch Liên đi đến bên cạnh bàn, thẳng ngồi xuống. Ngươi lại cứu ta một lần. Khương Vọng thanh âm có chút gian nan. Bạch Liên cười cười, không cần phải nói. Nơi này là Bạch Cốt Đạo hang ổ, ngươi là người của Bạch Cốt Đạo. Khương Vọng hỏi, chúng ta đều là người trong đạo môn. Bạch Liên nói, trong lòng biết cùng nàng tranh luận Bạch Cốt, đạo có hay không thuộc về tại đạo cửa chính thống căn bản không có ý nghĩa. Khương Vọng lặp lại, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có phải hay không người của Bạch Cốt Đạo? Không phải là ta. Bạch Liên duỗi ra ngón tay ngọc, điểm một cái Khương Vọng, là chúng ta. Có ý tứ gì? Vốn không muốn nhanh như vậy nói cho ngươi, bởi vì ngươi thuế biến còn chưa hoàn thành. Bạch Liên thở dài một hơi, hỏi, thế nhưng hôm nay ngươi đã xuất hiện ở đây, không chiếm được đáp án là sẽ không bỏ qua, đúng không? Khương Vọng không có trả lời vấn đề của nàng, mà là hỏi, cho nên hôm nay Phương Hạc Linh đến Ngư Đầu Sơn, là một cái bẫy. Nhằm vào ai? Bạch Cốt sứ giả một tay nhàn cờ, cũng không nhằm vào ai. Chỉ là đêm nay bất kể là ai đuổi theo Phương Hạc Linh, cũng phải chết ở nơi này. Dù sao nơi này chúng ta lập tức liền từ bỏ. Ngươi cùng cái kia tập hình ti chạm gác ngầm, chỉ là may mắn gặp dịp. Bạch Cốt Đạo rất nhanh sẽ rời đi Ngưu Đầu Sơn. Khương Vọng bén nhạy bắt đến tin tức này, nhưng hắn đem gác lại. Chuyển hỏi, thuế biến là có ý gì? Cái gì các ngươi chúng ta? Ngươi trên sống lưng Bạch Cốt Hoa Sen, ngươi đột nhiên nắm giữ nhục sinh hồn hồi thuật. Những thứ này không đủ để ngươi liên tưởng sao? Ngươi một mực đối với ta hiểu rất rõ, những thứ này có lẽ đều là ngươi bố cục. Bạch Cốt Hoa Sen có thể là ngươi tại ta lúc hôn mê văn đi lên. Nhục sinh hồn hồi thuật, là ngươi dùng một loại nào đó phương pháp truyền cho ta cũng khó nói. Ta không thể nào cùng Bạch Cốt Đạo có quan hệ. Sửa chữa ký ức bực này thần thông, ta nhưng không có. Bạch Liên bỗng nhiên cười một tiếng, nhưng mà, ta đích xác là một mực rất chú ý ngươi, làm ngươi hay là một cái tên ăn mày thời điểm. Khương Vọng sợ hãi cả kinh. Làm trốn tránh phương bằng cử đuổi bắt, hóa thân tên ăn mày, sống tạm tại Hoàn Chân Quan, cái kia đã là còn chưa mở mạch chuyện lúc trước. Bạch Liên lại từ khi đó ngay tại quan sát hắn rồi. Bạch Liên rất nhanh giải thích nói, lúc trước các ngươi đám kia tên ăn mày tại Hoàn Chân Quan đặt chân, chính là tại chúng ta dẫn đạo xuống hoàn thành lựa chọn. Thanh âm của nàng xa xôi,
Hoàn Chân Quan là một cái rất có ý nghĩa địa phương, cũng là bị tôn thần chọn chúng địa phương. Sớm tại Tả Quang Liệt chiến tử lần kia, ta liền hiếu kỳ, nhiều như vậy tên ăn mày đều chết rồi, vì cái gì đơn độc ngươi không chết? Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là trùng hợp sao? Vì cái gì ngươi về sau trở lại đạo viện, trên tu hành lập tức liền một ngày ngàn dặm? Chắc hẳn ngươi cũng có phát giác a. Mở mạch về sau, ngươi tu hành tốc độ siêu bước thường nhân. Trọng yếu nhất chính là, ngươi có thể thôn phệ bạch cốt đạo chủng, ngươi có thể hoàn mỹ thích ứng bạch cốt đạo bí pháp, ngươi biết nhục sinh hồn hồi thuật. Ngươi cũng không bình thường, ngươi là bạch cốt đạo tử. Bạch Liên cuối cùng nói, về sau ta mới hiểu được, ngươi sở dĩ xuất hiện tại Hoàn Chân Quan, chính là tôn thần an bài. Không, không đúng. Khương Vọng lắc đầu. Hắn tin tưởng hắn tu hành đến từ Thái Hư Huyễn Cảnh, căn bản cùng cái gì bạch cốt đạo tử không quan hệ. Nhưng Thái Hư Huyễn Cảnh là hắn hiện nay lớn nhất bí ẩn, cũng không thể lấy ra biện bạch, liền sợ ngươi ngoài miệng nói không đúng, lại tại trong lòng khóc ròng ròng. Cái gì đạo tử? Khương Vọng lui lại một bước, ta nói qua, ta không thể nào tha thứ bạch cốt đạo hành động. Ta cũng không khả năng cùng ngươi thông đồng làm bậy, chúng ta không phải là người một đường. Đó là bởi vì ngươi còn không có thấy rõ thế giới này chân tướng, không có triệt để xóa đi ngươi giả nhân giả nghĩa, không có tìm được chân ngã. Ta rất rõ ràng ta là ai, không cần ngươi nhắc nhở. Khương Vọng tận lực khống chế dòng suy nghĩ của mình, để cho mình có thể bình tĩnh trở lại suy nghĩ. Ngươi nói bạch cốt đạo trùng là cái gì? Hắn hỏi. Đây là rất chân quý đồ vật, ta cũng chỉ có một viên. Nó có thể hấp thu bị ký sinh người chất dinh dưỡng sinh trưởng, cuối cùng hoàn mỹ khống chế kẻ ký sinh. Nhưng không nghĩ tới bị ngươi thôn phệ. Cho nên ngươi nhìn, đạo trùng đương nhiên không thể nào đối với đạo tử có hiệu lực. Khương Vọng lạnh lùng nhìn về nàng, ngươi thử qua ký sinh ta. Bạch Liên khó được trong ánh mắt mang chút áy náy. Lúc kia, chúng ta còn chưa quen thuộc, hiện tại cũng không quen thuộc, ngươi nhường ta phi thường lạ lẫm. Khương Vọng lạnh lùng nói, không cần nói nữa. Ta tuyệt không tin tưởng ta là cái gì bạch cốt đạo tử, cho dù thật sự là, ta cũng quyết sẽ không cùng các ngươi đám người này, mặt thú tâm ra hỏa thông đồng làm bậy. Một cái cho dù, mặc dù mặt ngoài lấy quyết tâm, nhưng lại nói rõ dao động. Bạch Liên cũng không nhanh tại trên một điểm này làm văn chương, mà là hỏi ngược lại, đến cùng là chăn nuôi hung thú, không để ý bách tính chết sống xem như mặt người dạ thú. Hay là rút ra thủy tộc đạo mạch luyện chế khai mạch đan tính mặt người dạ thú. Ngươi đừng nghĩ dùng ngôn ngữ dao động đạo tâm của ta. Khương Vọng thanh âm kiên quyết, giống như không như thế không đủ để kháng cự hắn thừa nhận áp lực. Hắn cố gắng nhẹ nhàng hô hấp, xác minh quyết tâm của mình. Bạch Liên, đã đường không giống, vậy liền mỗi người đi một ngả. Ta nói qua, mệnh của ta là ngươi cứu, ngươi bây giờ liền có thể lấy về. Bạch Liên con mắt phi thường mỹ lệ, như giận như oán, làn thu thủy uyển chuyển, nàng liền dùng cặp mắt kia nhìn chăm chú lên Khương Vọng, ta làm sao nỡ giết ngươi chứ? Nàng nhu chậm thanh âm, mềm nhũn nói, bất quá, chỉ cần ngươi phối hợp, ta có thể xóa đi ngươi đêm nay ký ức, coi như hết thảy đều không có phát sinh qua. Đợi đến ngươi triệt để thức tỉnh, mới có thể nhớ lại chuyện tối nay. Bịt tai trộm chuông sao? Không, chỉ là thời cơ chưa tới. Bạch Liên đứng dậy thò vào, tại Khương Vọng còn chưa kịp phản ứng tình huống dưới, liền đem hắn đặt tại trên giường vào chỗ. Nhìn ta con mắt. Nàng nói, ta không có thao túng ký ức thần thông. Chỉ là dùng bí thuật tạm thời phong ấn cái này một đoạn ngắn ký ức, cho nên ngươi nhất định muốn buông ra thể xác tinh thần, toàn lực phối hợp mới được. Một khi xảy ra ngoài ý muốn, nhẹ thì tinh thần thất thường, nặng thì hồn phi phách tán. Khương Vọng lòng dạ biết rõ, cái này đã là lựa chọn tốt nhất. Tối nay hắn ngộ nhập ngư đầu sơn, bước vào tặc tổ, lúc đầu ứng lấy bỏ mình là kết cục. Bạch Liên các loại che lấp, đã là cứu hắn một mạng. Nhưng như luận như thế nào, cũng không khả năng để hắn mang theo bạch cốt đạo bí mật trở về Phong Lâm Thành. Mà hắn tình nguyện vừa chết, cũng không chịu cùng bạch cốt đạo thông đồng làm bậy. Hiện tại có thể tạm hoãn hắn, nhất định phải đối mặt lựa chọn lại không hẳn phải chết đi. Khương Vọng triệt để đem tâm thần mở ra, nhường ý thức bị vô số hoa sen cánh hoa bao phủ. Hắn cảm nhận được một loại ấm áp cùng bao dung, cùng với quyến luyến. Sau đó hắn tại cái này vô biên cánh sen hải bên trong, nhìn thấy một đóa hoa sen nụ hoa hướng hắn phiêu tới. Nó càng dài càng cao, cho đến cùng Khương Vọng ánh mắt song song. Sau đó hoa sen tràn ra, cái kia tràn ra chính trung tâm cũng không phải là nhụy hoa, cũng không kết lấy hạt sen, mà là một cái nến đen. Chương 119 Án kiếm tứ cố tâm mờ mịt. Ngươi đêm nay một mực tại nhà đi ngủ, chỗ nào cũng không có đi. Ngươi quyết định đêm mai đi giám thị Phương Hạc Linh, quan sát hắn phải chăng có cái gì dị thường. Khương Vọng cảm giác chính mình ngâm mình ở ấm áp sóng nước bên trong, mặt nước phủ kín màu trắng cánh hoa. Thanh âm ôn nhu như ở chân trời phiêu miểu, hắn rất dễ chịu, muốn vĩnh viễn nằm ngủ đi. Tại cái này vô hạn ấm áp thế giới bên trong, hắn buông xuống tất cả phòng bị, tất cả trách nhiệm, hoang mang, hết thảy làm hắn bất an đồ vật.
ta hẳn là nghe thanh âm này. Hắn nghĩ, ngay tại hết thảy muốn lúc kết thúc, vô biên trên mặt nước, có một đóa hoa sen nụ hoa từ những cái kia giữa cánh hoa nhô đầu ra. Nó càng dài càng cao, cho đến cùng Khương Vọng ánh mắt song song. Hoa sen tràn ra, chính trung tâm đứng thẳng một cái nến đen. Dọn ra ngọn lửa màu đen nháy mắt dấy lên, một nháy mắt liền nhóm lửa toàn bộ biển cánh hoa. Vô biên sóng lửa càn quét hết thảy. Hô! Khương Vọng tỉnh lại. Hắn phát hiện đã nằm tại chính mình ở vào phi mã ngõ hẻm trong nhà, đồng thời cũng cảm nhận được Khương An An bình ổn hô hấp. Hắn ý thức được, ký ức phong ấn đã hoàn thành, mình bị Bạch Liên đưa về chỗ ở. Nhưng mà hắn còn nhớ rõ hết thảy, hắn cái gì cũng chưa quên. Không, không chỉ là không có quên trên Ngưu Đầu Sơn phát sinh sự tình, trong đầu còn nhiều một điểm ký ức. Kia là một đạo bí thuật, Bạch Cốt Độn Pháp. Nguyên lý là lấy tuổi thọ lấy lòng U Minh thế giới, lâm thời thu hoạch được xuyên qua âm dương hai giới năng lực. Cùng lúc trước thu hoạch được nhục sinh hồn hồi thuật tình huống giống nhau, Thông Thiên Cung bên trong cây kia nến đen, cũng đã rõ ràng rút ngắn một đoạn. Ta là Bạch Cốt Đạo Tử. Ta là Bạch Cốt Đạo Tử. Khương Vọng nhìn xem hai tay của mình, có chút chố mắt. Nhưng mà vừa mới thu hoạch tà dị độn thuật, không thể nghi ngờ lại một lần nữa bằng chứng Bạch Liên. Trí nhớ của ta không có bị phong ấn lại, căn cứ Bạch Liên để phán đoán, có phải là mang ý nghĩa. Ta bắt đầu, thức tỉnh rồi. Phương Hạc Linh không thể nghi ngờ đã cấu kết lại Bạch Cốt Đạo. Bạch Cốt Đạo đại khái còn đối với Phong Lâm Thành có cái gì mưu đồ, có lẽ là làm trả thù Ngụy Khứ Tật trước đó giết chóc, có lẽ có mưu đồ khác. Nhưng dù cho ta hiện tại đi hướng phía chính phủ thẳng thắn việc này, cũng rất khó đưa đến cái tác dụng gì. Bạch Liên nói qua, bọn họ đêm nay liền sẽ chuyển di. Nhiều nhất chính là bắt lấy một cái Phương Hạc Linh thôi. Mà nếu để cho bọn họ biết được ta là Bạch Cốt Đạo Tử, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Vọng thử nghiệm trấn an chính mình. Tình huống hiện tại là, đạo viện cùng tập hình ti đều không có hoài nghi ta. Bạch Liên cho là ta ký ức bị phong bế, đối với ta cũng rất yên tâm. Thế nhưng ta cũng không có mất đi ký ức. Cho nên ta lựa chọn tốt nhất, hẳn là lập tức lôi kéo lão đại tiểu ngũ bọn họ cùng một chỗ, mang theo An An đào tẩu, đợi đến Phong Lâm Thành chuyện bên này hết thảy đều kết thúc, lại xem tình huống quyết định phải chăng trở về. Không, lão đại nếu như biết chân tướng, nhất định không chịu đi. Tiểu ngũ hẳn là không quan trọng. An An. An An có bỏ được hay không rời quê hương? Có ăn hay không được lang bạt kỳ hồ khổ? Phong Lâm Thành vực. Phượng Khê Trấn. Tiểu Lâm Trấn. Khương Vọng từ trước đến nay bình tĩnh nói tâm triệt để loạn, càng nghĩ càng phiền, càng nghĩ càng loạn. Dứt khoát trực tiếp nằm vật xuống, chìm vào thái hư huyễn cảnh bên trong. Bát phẩm đài luận kiếm đã giải phong. Độc cô vô địch trước mắt chưa tiến vào chu thiên cảnh trước trăm, không biểu hiện xếp hạng. Chu thiên cảnh xứng đôi bên trong. Xứng đôi thành công. Chiến bại. Chiến bại. Chiến bại. Thua liền ba trận về sau, Khương Vọng mới thoáng tỉnh táo lại. Chiến đấu là một kiện nhất định phải hết sức chăm chú sự tình. Tại loại này chuyên chú bên trong có thể xem nhẹ cái khác, tạm thời vứt bỏ những phiền não kia. Nhưng khi hết thảy kết thúc về sau, nên đối mặt hay là đến đối mặt. Bát phẩm đài luận kiếm mỗi lần thôi động hao tổn công đã cần 20 điểm, chiến bại thì lại thua 20. Khương Vọng nhìn xem chính mình còn lại 2680 điểm công, lẳng lặng phát một hồi ngốc, định rời đi. Bổ nhào bổ nhào bổ nhào. Một cái mập hạc giấy bay nhảy lấy bay tới. Tự nhiên là chân vô địch tin, độc cô huynh đệ, ta cũng đã viên mãn. Chính thức bước vào chu thiên cảnh, sắp viên mãn đại chu thiên. Thế nào, đến luyện tay một chút. Như chân vô địch bực này bối cảnh thâm hậu tu sĩ, trước đó tại du mạch cảnh bồi hồi tự nhiên không phải là bởi vì tích lũy không đủ, mà là một mực tại chờ đợi thuộc về hắn hoàn mỹ nhất chu thiên cơ cấu. Những gia tộc kia thường thường đều có cao nhân, chuyên môn căn cứ bọn họ tích lũy thể nghiệm, tức thời phản hồi, đến vì bọn họ định ra thích hợp nhất tiến giai lộ tuyến. Cho nên hắn tiểu chu thiên vừa viên mãn, liền nói lập tức đại chu thiên cũng đem viên mãn, cũng không tất cả đều là khoác lác. Bởi vì con đường của hắn tất nhiên đã trải tốt, hơn nữa là thông thiên đường bằng phẳng. Khương Vọng vốn không dự định hồi âm, hắn cũng không tiếp tục đánh một trận tâm tư. Thế nhưng nghĩ nghĩ, lựa chọn hao phí 10 điểm công, tiến vào tinh hà không gian. Vẫn là một cái trong tinh hà đình đài. Khương Vọng vừa tới, chân vô địch mập mạp thân ảnh liền đã ra hiện tại đối diện. Làm gì? Khó được một lần chủ động tìm ta nói chuyện phiếm a, còn như thế xa xỉ. Chân vô địch trái phải dò xét một hồi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hiện tại hai người đã lẫn vào rất quen, đương nhiên chủ yếu nhờ vào chân vô địch lắm lời bản sắc. Cũng không có việc gì liền bay một cái hạc giấy tới, cùng Khương Vọng sướng tán gẫu. Khương Vọng chỉ cần một hồi tin, không có 20 cái vừa đi vừa về ngăn không được. Hắn cũng là Khương Vọng tại thái hư huyễn cảnh bên trong duy nhất người quen, hoặc là cũng có thể tính bằng hữu. Bởi vì là tại thái hư huyễn cảnh chỗ như vậy, mà lại Khương Vọng chưa hề bại lộ qua chính mình hiện thực thân phận. Trên thực tế hắn hoài nghi dù cho chính mình nói,
Trần Vô Địch cũng không biết Phong Lâm Thành ở đâu. Bởi vì là ở đây, cho nên Khương Vọng không cần khẩn trương như vậy. Hắn cân nhắc một chút tìm từ, hỏi, ngươi biết Bạch Cốt Tôn Thần sao? Cái gì thần? Đúng đấy, đại khái là một cái tên là Bạch Cốt Đạo Giáo Phái, tín ngưỡng một cái thần linh. Cái gì loạn thất bát tao? Trần Vô Địch lắc đầu, khinh thường nói, tà giáo a. Có lẽ là, ta nói cho ngươi, Độc Cô huynh đệ, đừng dính nhiễm những cái kia loạn thất bát tao tà giáo. Tu hành phát triển đến hiện thế, những cái kia bàng môn tà đạo sở dĩ là bàng môn tà đạo, cũng là bởi vì chúng đã là bị đào thải đồ vật. Chính thống lưu phái nhiều như vậy, học cái gì không tốt? Trần Vô Địch có chút nghiêm túc khuyên nhủ, nếu như ngươi gặp được sự tình gì, muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, còn không bằng tham dự thiên phủ bí cảnh đâu. Ta có hai cái đồng đội danh ngạch, ngay tại tình người, thế nào, có muốn thử một chút hay không? Mặc dù có nhất định nguy hiểm, nhưng dù sao cũng so tà thần đáng tin cậy. Có thể bị Trần Vô Địch đứng đắn nhắc lên sự tình, tất nhiên không phải là việc nhỏ. Cái gọi là thiên phủ bí cảnh danh ngạch, khẳng định cũng rất chân quý. Hắn sở dĩ không có cụ thể giải thích, ước chừng là bởi vì thiên phủ bí cảnh bản thân liền rất nổi danh. Hắn coi là Khương Vọng biết, cái tên mập mạp này mặc dù sốc nổi một điểm, lắm lời một điểm, bất quá nhân phẩm không xấu. Đây cũng là Khương Vọng sở dĩ một mực cùng hắn giữ liên lạc nguyên nhân. Thế nhưng hiện tại, Khương Vọng hoàn toàn chính xác không cách nào phân tâm cái khác. Lần sau sẽ bàn đi. Hắn miễn cưỡng cười cười, ta còn có việc, đi trước. Không đợi Trần Vô Địch giữ lại, hắn liền rời khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh. Khương Vọng có đôi khi sẽ cảm thấy, Thái Hư Huyễn Cảnh tựa như là một giấc mộng. Mộng tỉnh về sau, hoặc là hết thảy thành không. Hắn hoặc là cùng bên ngoài hoàn chân quan những tên ăn mày kia đồng dạng, đã chôn ở đất vàng bên trong. Hắn hoặc là liền chìm ở Phượng Khê trấn đầu kia trong dòng sông nhỏ, không có được người cứu. Tu hành đến cùng là vì cái gì? Là vì sống được càng lâu, hay là vì sống được càng có ý nghĩa? Gian phòng bên trong rất yên lặng, có thể nghe được Khương An An tinh tế, đều tiếng hít thở. Thanh âm này làm hắn an tâm. Khương Vọng biết, trước khi trời sáng, chính mình nhất định phải làm ra quyết định. Chương 120, trường hận lòng người không như nước. Đây là một chỗ dưới mặt đất động rộng rãi, mặt đất hiển nhiên đi qua nhân công tu chỉnh, tự có cách cục. Lửa đỏ dung nham thuận khe hở chậm rãi chảy xuôi, đem mặt đất ngăn cách, hình thành một cái phức tạp mà cực lớn trận đồ. Nhị trưởng lão liền trừng mắt cặp kia chỉ có tròng trắng mắt con mắt, người ngồi dưới đất, thâm trầm nói, tối hôm qua trên Ngư Đầu Sơn, giống như không chỉ một sinh ra. Bạch Cốt sứ giả thì đứng ở một bên, nghe vậy chỉ là nói khẽ, cái kia lại như thế nào? Trừ sai lầm manh mối cùng giết người cạm bẫy, Ngư Đầu Sơn bên kia đã cái gì đều không thừa. Kiệt kiệt kiệt. Cái kia Phương gia tiểu tử, ngươi cứ như vậy để hắn trở về rồi. Không phải đâu. Ngươi thật sự cho rằng Đồng A sẽ che chở hắn? Nếu như Đồng A không che chở hắn, trừ chết một cái Phương Hạc Linh, chúng ta tổn thất gì cũng không có. Nếu như Đồng A che chở hắn, chúng ta liền có thể nhìn thấy đạo viện cùng tập hình ti cãi cọ. Cớ sao mà không làm? Nhị trưởng lão lại cười quái dị hai tiếng, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, tới bồi lão phu ngồi một chút. Dưới chân chính là dung nham, thiêu đốt mạnh lực lượng kinh khủng ẩn tại chậm rãi phun trào bên trong. Ta vẫn là quen thuộc đứng đấy. Bạch Cốt sứ giả nói. Người tuổi trẻ bây giờ, một cái so một cái có đầu óc. Nhìn xem các ngươi, ta thường xuyên cảm thấy mình giả. Ngài là trời sinh minh nhãn. Sinh ra tới liền có thể câu thông âm dương. Đương nhiên không hiểu được chúng ta loại này hạng người bình thường sự đau khổ. Bạch Cốt sứ giả khuôn mặt vĩnh viễn giấu ở dưới mặt nạ, thiên phú không đủ, liền chỉ có thể nhiều động não. Nhị trưởng lão cười ha hả ngẩng đầu nhìn hắn. Sứ giả, ngươi cũng cảm thấy lão phu là tự đại ngu xuẩn sao? Bạch Cốt sứ giả vô tình hay cố ý tránh đi đối mặt. Nhẹ giọng đáp lại nói, ngài dĩ nhiên không phải một cái tự đại ngu xuẩn. Nhưng ngài hẳn là rõ ràng là, ta cũng không phải. Ngươi cùng thánh nữ thái độ, thật sự là không có sai biệt. Thật sao? Đó là của ta vinh hạnh. Chờ đạo tử thức tỉnh, nàng nhưng chính là thánh hậu. Hiện tại các ngươi bình khởi bình tọa, đến lúc đó liền chỉ có thể vĩnh viễn thấp nàng một đầu. Ngươi chẳng lẽ cam tâm? Không có gì cam không cam tâm. Bạch Cốt sứ giả nhẹ nhàng cười một tiếng, đều là vì bản giáo trả giá, nào có cao thấp quý tiện. Nói xong câu này, hắn liền quay người rời đi. Nên nói đều đã nói, lưu tại nơi này lúc nào cũng đề phòng cặp mắt kia, cũng không phải cái gì tốt thể nghiệm. Đợi Bạch Cốt sứ giả đi xa, nhị trưởng lão bỗng nhiên giang hai tay ra, giống tại ôm ấp lấy cái gì, ai có thể nghĩ tới, cửu sát huyền âm trận lưu lại như thế thuần túy âm sát. Tả quang liệt chết có ý nghĩa, thật sự là tôn thần ý chí. Kẽ đất bên trong dung nham bỗng nhiên chảy trở về, ngay tại dưới chân của hắn, miễn cưỡng tụ thành một cái khô lâu hình. Như vậy, lục diễm, dung nham khô lâu nói chuyện, thanh âm trầm thấp tối câm, ai mới là cái kia tự đại ngu xuẩn? Kiệt 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 kiệt, đương nhiên là ngươi.
khiêu khích Diệp Lăng Tiêu, chẳng lẽ còn không đủ tự đại sao? Tên thật gọi là Lục Diễm nhị trưởng lão cúi đầu xuống, đem cái kia song minh nhãn nhìn về phía kẽ đất. Kế hoạch đã đến một bước này, không muốn lại có sơ suất. Đầu lâu nháy mắt tán đi, dung nham tiếp tục chậm lưu. Giống như hết thảy cũng không từng phát sinh qua. Viện trưởng, không tốt. Khương Vọng vừa mới đi đến đồng A trước cửa tiểu viện, liền thấy một người sư huynh mạnh mẽ đâm tới xông vào tiểu viện. Đứng ở trong viện liền thở hồng hộc báo cáo, tập hình ti đến chúng ta đạo viện bắt người, đã bị Tống viện trưởng ngăn lại, ngay tại đạo viện chỗ cửa lớn. Tống viện nhường ta lập tức đến thông chi ngài. Biết. Đồng Á bước ra cửa phòng, không nhanh không chậm đi ra ngoài. Tập hình ti. Khương Vọng trong lòng hơi động. Đoán được có lẽ là đến bắt Phương Hạc Linh. Bọn họ chạm gác ngầm cứ như vậy không có, là nhất định phải muốn một cái thuyết pháp. Hắn ở tại phi mã ngõ hẻm, mỗi lần đều là từ cửa sau vào đạo viện, là lấy không biết cửa trước phát sinh chuyện này. Tên kia báo tin sư huynh ở phía trước dẫn đường, Đồng A đi ở phía sau, đều đâu vào đấy hỏi đến chuyện đã xảy ra. Thụ hắn lạnh nhạt lây nhiễm, tên sư huynh kia cảm xúc cũng ổn định lại, từ đầu chí cuối đem sự tình nói một lần. Sự tình bản thân cũng không phức tạp, chính là tập hình ti bỗng nhiên tới cửa, nói là có một tên phụ trách theo dõi Phương Hạc Linh chạm gác ngầm mất tích, muốn đem Phương Hạc Linh mang về điều tra. Ngay tại giảng bài Tiêu Mặt Sắt đương đường liền đem người ngăn lại, yêu cầu tập hình ti lấy trước ra chứng cứ, bàn lại bắt người sự tình. Song phương rằng co không xong, về sau kinh động phó viện trưởng Tống Kỳ Phương, tập hình ti mới cầm ti đan trà cũng tự mình chạy tới. Bởi vì tình thế thăng cấp đến tình trạng này, không thể không mời ra Đồng A. Đồng A trên mặt ngược lại nhìn không ra tâm tình gì, hỏi xong chuyện đã xảy ra về sau, cũng đã đến cửa trước chỗ. Hai tên tập hình ti tu sĩ chính áp lấy Phương Hạc Linh, nhưng Tiêu Mặt Sắt ngăn ở bọn họ đằng trước, không cho phép bọn họ rời đi. Phương Hạc Linh mắt phải trên có một vòng bầm đen, xem ra đã nếm qua đau khổ. Mà tại một bên khác, lão viện trưởng Tống Kỳ Phương tại một đám giáo tập học sinh vòng vây phía dưới, cùng đan trà dẫn đầu đại đội nhân mã, cũng tại trong lúc giằng co. Tống lão, đan trà trong miệng cung kính, trên mặt lại không nửa phần kính ý, không biết ngươi trở ngại bản ti chấp pháp, là dụng ý gì à? Tống Kỳ Phương tuổi tác đã cao, dựng dựng mí mắt, đang muốn nói chuyện. Đám người bỗng nhiên tản ra. Đồng viện trưởng đến rồi. Đồng viện trưởng cho chúng ta làm chủ. Liền đan trà bản nhân, cũng lập tức biểu lộ đoan chính. Họ Đan, người muốn đem bản viện học sinh, đưa đến đi đâu? Đồng A nhàn nhạt đặt câu hỏi. Đồng viện trưởng. Đan trà trên mặt mang cười, tập hình ti hoài nghi trước đó khiến đạo viện học sinh tổn thất nặng nề Bính Mậu, hào nhiệm vụ có ẩn tình khác, cho nên đặc phái trạm gác ngầm ngày đêm giám thị Phương Hạc Linh một thân. Nhưng ngay tại đêm qua, tập hình ti một tên trạm gác ngầm, Chu Thiên Cảnh tu sĩ, đột nhiên mất tích. Thành đạo viện học sinh, đều là ta Trang Quốc tương lai lương đống, làm đạo viện đệ tử an toàn. Chúng ta quyết định trước tiên đem Phương Hạc Linh mang về điều tra. Các ngươi nói Phương Hạc Linh cùng các ngươi chạm gác ngầm mất tích có quan hệ, nhưng có chứng cứ. Đan trà cảm giác rất hoang đường, tên kia chạm gác ngầm chính là đang giám thị hắn lúc mất tích, còn cần chứng cứ gì? Có phải là không có quan hệ gì với hắn, mang về nhất thẩm liền biết. Vậy là ngươi chuẩn bị nghiêm hình bức cung đâu, hay là trực tiếp sưu hồn đoạt phách? Đan trà miễn cưỡng cười nói, đồng viện trưởng nói đùa. Tập hình ti từ trước đến nay chấp pháp công chính, làm việc tuân theo điều lệ. Làm sao có thể làm như thế? Đồng viện trưởng không chút nào không nể mặt mũi, ngươi một cái nho nhỏ cầm ti. Bản viện cùng ngươi nói đùa cái gì? Nói đến, thành đạo viện viện trưởng, tập hình ti các đại thành vực cầm ti cùng với thành chủ, cùng chỗ các đại thành vực cao tầng vị trí. Lấy chức vị luận, thành chủ hơi cao nửa cấp, viện trưởng cùng cầm ti hẳn là cùng cấp. Nhưng cụ thể đến các đại thành vực nhưng lại có sự khác biệt. Đơn giản là ai thực lực càng mạnh, ai quyền lên tiếng liền càng nặng. Như dĩ vãng Tống Kỳ Phương chủ trì thành đạo viện, đan trà xông vào đạo viện bắt người cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Nhưng bây giờ là Đồng A tọa chấn, đan trà một cái đằng long cảnh đỉnh phong tu sĩ, lại làm sao có thể tại trước mặt Đồng A nhấc nổi đầu đến. Đạo viện đệ tử, về sau nói không chừng cũng là ta tập hình ti đồng liêu. Bản ti tuyệt sẽ không nghiêm hình bức cung. Đan trà cắn răng cam kết. Đồng A đảo mắt trái phải, vị nào giáo tập chờ chút không có lớp, bồi Phương Hạc Linh đi một chuyến tập hình ti. Ta Trang Quốc tự có luật pháp, bình thường hỏi thăm chúng ta phối hợp. Nhưng nếu dám cầm trong ngục những cái kia bẩn thỉu thủ đoạn ra tới, bản viện quyết không cho phép. Viện trưởng, ta đi. Phương Hạc Linh tại ta trên lớp bị mang đi, ta nên ra mặt. Tiêu Mặt Sắt lên tiếng nói. Hắn từ trước đến nay lấy nghiêm khắc lấy xưng, cũng đối Đồng A vị này tính cách tương cận viện trưởng hết sức kính trọng. Một hồi dương cung bạt kiếm rằng có cứ như vậy kết thúc. Người của tập hình ti cũng không dám lại trói buộc Phương Hạc Linh, chỉ là vây quanh ở trái phải. Tiêu Mặt Sắt ngay tại một bên làm bạn hắn. Từ đầu đến cuối, Phương Hạc Linh cúi đầu không nói một lời.
nhưng ánh mắt của hắn lại rất phức tạp. Trước lúc rời đi, Đan Trà bỗng nhiên nói, đúng, Quý Ti Đầu ít ngày nữa đem đến Phong Lâm Thành. Hắn cùng đồng viện trưởng tại Tân An Thành từng quen biết, đến lúc đó nói không chừng sẽ đến đây bái phỏng bằng hữu cũ. Có thể. Đồng A Mặt không biểu tình, nếu như trên mặt hắn hết sưng, liền cứ tới. Đan Trà, hắn vốn định cáo mượn oai hù một phen. Nhưng đột nhiên cảm giác chính mình giống như biết cái gì không nên biết đến sự tình. Đành phải mang người vội vàng rời đi. Đồng A như định hải thần châm, chấn định đạo viện quân tâm. Từ đầu đến cuối, bình ổn mà không mất đi bá khí. Chỉ có từ bên ngoài sân nhỏ vẫn cùng sau lưng Đồng A, Khương Vọng mới chú ý tới hắn chắp sau lưng tay, tại cái nào đó nháy mắt nắm chặt nắm đấm. Tân An Thành nơi này bị đặc biệt nói ra, có lẽ đâm tổn thương hắn. Đâm tổn thương cái này cương trực không thiên vị lão nam nhân.